sáng, cái ông 12 giờ khuya nhắn tin, sáng coi cái tin nhắn, ông nói rằng từ khi biết vợ là ông đã khóc hết nước mắt. Trời ơi, đàn ông gì bởi vì vợ bỏ là phải. Vì sao như được giảng rõ ràng, đàn ông vậy là bị vợ bỏ là đúng rồi. Đàn ông mà ông nói rằng cuộc đời của ông làm chồng là chọn hai chữ tào khang. Tôi nghe cái là tôi biết vợ ông bỏ ông là phải rồi. Yeah. Ông làm cho ông quay là ông là phụ nữ mà. Đi coi, ông lo lắng cho vợ, ông thương yêu vợ mà vợ ông bỏ ông khóc hết nước mắt. Đức giảng, bà giảng, Đức nói ông có dành nước mắt đâu, ông dành cho cha mẹ ông chưa? Ông dành cho người vợ ông, trong khi cha mẹ ông nuôi ông bao nhiêu năm mà ông đặt cho vợ ông mà ông khóc hết nước mắt. Có bao giờ ông đem cái giọt nước mắt thương yêu cha mẹ mà ông khóc vì cha mẹ ông chưa? Sáng Đức giảng rõ ràng mà. Nó nên ông á, vì ông thương con vịt nên cuối cùng ông mắc vịt ông là phải rồi. Nè, giảng cho ông nghe luôn á, ông đặt vào con vịt mà mắc con vịt rồi ông te tua tả tơ, ông buồn, ông khổ, ông dại khờ còn hơn cái gì nữa. Hiểu chưa? Gán mà chịu. Nó nên á, cuộc đời con người quý vị, tình yêu trong cuộc đời này, tình thương trong cuộc đời này, nó thật sự quý vị, nó có nhiều cái hư tình giả ý lắm, chưa chắc thật đâu. Mình còn đẹp á, mặt hoa da vắng, người ta còn thương yêu mình. Nhưng mà đến một ngày nào có khi mình gặp sự cố gì, cái tình yêu đó nó mới kết luận có thật hay giả khi sự cố. Hiểu không? Nên những Đức thường nói mấy cô trong chùa, đi đến chùa, thằng chồng mà cha mẹ đặt để mà chầu cao đến hỏi cưới nè, mà có khi mà trong cái cuộc đời này sống với nhau còn không vừa lòng, không vừa dạ nhau, và cuối cùng còn chia tay ly dị. Chứ đừng có nói chi mà chấp nối trong những cái cuộc tình sau này. Nên chúng ta là người học đạo, rồi kinh nghiệm, một lần gian dở thì chúng ta đừng tạo ra sự dở gian tiếp tục tiếp nối. Mắc công lắm quý vị ơi, hiểu không? Còn học Phật là để là gầy dựng một gia đình hạnh phúc, không phải ai áp đặt ai, mà sự tôn trọng lẫn nhau. Trong cái thương yêu nó có cái giáo dục, vợ chồng sống với nhau cái gì cũng vừa lòng, đặt vấn đề và nói rõ ràng cho nhau nghe liền. Vợ mình, phụ nữ nó sẽ sợ vô cùng người đàn ông như vậy. Mình là người đàn ông mà mình không nói rõ ràng, nói thì sợ nó buồn, mà lâu ngày thì nó thành nó leo lên đầu cổ mà nó ngồi. Nó ghê lắm, phụ nữ nó cũng không phải tầm thường. Ghê lắm nghe mấy ông. Đây có vài ông leo que. Hiểu không? Mấy cô mà là phái nữ, mấy cô thấy mấy cô phái nữ đâu có đơn giản đúng không? Mấy cô là nhìn thì hiền, nhìn mấy cô mỹ miều hiền, mấy cô nói chuyện ngọt ngọt, nhưng trong bụng mấy cô không phải đơn giản. Mấy bà ngọt ngào với rau răm mấy bà đưa ra chết mồ rồi luôn á. Ừ, chúng ta coi lịch sử từ xưa tới nay bị thấy chưa? Nên tại sao mà khi mà người nuôi Đức Phật Di Mẫu, nuôi Đức Phật mà đến tu mà Đức Phật lại sao làm khó khăn dữ vậy? Vì Đức Phật nói người nữ này nè, họ không có đơn giản. Nếu mà để cho họ quá dễ dàng là họ không có tu hành, họ quậy cho banh chành đạo Phật. Nó nên Đức Phật đã nhìn rõ ràng, nên Đức Phật mới dùng cách này cách kia làm khó làm dễ, không cho vô tăng đoàn tu, làm đủ cách, chế giới, làm đủ chuyện ra chứ phải hơn người tăng, để ép vào cái thế để mà lo tu hành, để về sau á mới thành công. Nên Đức Phật nói rằng á, người nữ như một khu, có nghĩa là một cái miếng đất ruộng vậy đó, rộng lớn, nhưng mà trong đó toàn là cỏ mà. Tu như là bao la vạn trượng, đông đúc vô cùng, nhưng mà người nữ đậu thì không có bao nhiêu. Đức Phật, trong kinh Đức Phật nói tu thì tu dữ lắm, nhưng mà buông ra là nhiều chuyện, nhiều điều chăm thọt người này, chăm thọt người kia, nói xấu người này, nói xấu người nọ. Nói chuyện trước mặt thì cười ngọt ngào, sau lưng thì chăm thọt, gâu găm trong bụng đưa ra. Ghê lắm, không phải giỡn đâu nghe. Nói với cô đừng có buồn, quay lưng qua đũa cả nắm, nhưng mà nhiều lắm. Nó đi lễ chùa, cả từng lễ lợn làng, bắt đầu là lúc lên niệm Phật lên, nghe pháp thì lên.
mà bước ra là tụm ba tụm bảy kể chuyện bà này bà kia ông nọ, nhỏ nào gách quần, nhỏ nào ăn nhiều ăn ít, kể tùm lum tùm la chuyện hết chứ, thấy không? Nó nhiều chuyện nhiều điều, nên từ nơi đó mà không chịu lo niệm Phật đâu. Nó vậy mà những đức nuôi 2.000 người mà trong đó nó nằm vào đàn ông chưa được 200 người, 1.800 người phụ nữ già trẻ bé lớn nó nằm trong đây, mà tôi chịu nổi, mà tôi đỡ hô là bị công phu tôi cỡ nào chứ. Cái ông đó nói: con nè thầy, ngày xưa còn thanh niên của thầy đẹp trai cao ráo ngon lành ghê, mà từ khi cưới vợ tới bây giờ mới có 3 năm mà thầy nhìn con. Nhưng đức đó, Nhưng đức nhìn ông giống như cái thằng sắp chết, sao mà tàn tạ dữ vậy ông. Ông nói rằng vợ con nó đòi hỏi mà cái chuyện mà giống như tiền bạc vặt chắc nó không biết đủ, con phải làm chết mồ luôn để đem về đưa cho nó. Giết mà thầy coi coi con sơ sát hả thầy. Nói những đức nói: ông á làm lụng cực khổ, ông đem gì ông đổ vô á cái túi mà không có đáy. Con người nó đã tham như vậy thì không bao giờ nó biết đủ đâu. Một ngày nào ông thăng tàn ma dại, ông bệnh hoạn, nó cũng kiếm cái thằng khác à. Một người phụ nữ mà quá tham về tiền bạc thì dù một ông già nó cũng lấy nữa, chỉ cần có tiền là nó lấy hết. Đừng có ngại, nghe chưa? Không phải đơn giản đâu, có đó chứ không phải không có đâu. Quý vị coi nè, quý vị bước ra ngoài đường đi, từ thành phố đâu quý vị thấy không? Bản thân của mình mà nói xấu gì xấu chứ. Nhìn thấy cái thằng Mỹ đen mà da mà nổi cục cục một cốc cốc cốc. Trời trời, da nó nhiều hơn là nó thiệt chứ. Nhìn cái da nó giống hệt là con trâu cổ dưới quê. Vậy mà nó nắm tay nó đi, nó hung chục chục chục, nó hung cái gì? Nó hung đô la. Chứ tình thương gì mà nó chịu nổi, tình thương gì mà kỳ cục vậy trời. Mà thằng Mỹ nó cao được tới lóc nhà. Con nhỏ này đứng ngang luôn quần này, mà nó thương cái gì mà nó thương. Mỗi lần mà thằng Mỹ nó hung nhỏ này là nó phải quỳ xuống nó hung. Nó muốn chứng tỏ tình yêu không bờ bến. Trời ơi, tôi sống thành phố mười mấy năm giờ mà. Tôi hồi đó mới lên thành phố đâu có xe đi đâu, tôi đi bộ không. Tôi đi những cái đường thành phố như Nguyễn Huệ, tôi đi bộ, tôi đi khắp nơi cho thành phố. Tôi nói cho bụng công nhận, Việt Nam mình là mẹ các nước thế giới. Sao thấy gì đâu mà nước nào Việt Nam mình cũng cặp tay đi chứ người chợ. Người phụ nữ Việt Nam mình nghĩ là ghen thiệt. Đụng cơ nào cũng không chạy. Ghen quá, thấy chưa? Nên từ nơi cái góc độ nhìn đó, sau này tôi đi tu tôi mới nhìn ra, người phụ nữ là không cho họ có cái gì chứ nghe. Cứ cho họ đầy đủ nhưng tuyệt đối không cho có cái gì để dành chứ. Thì tự nhiên sẽ biết an phận, an thân. Tự nhiên sẽ là một người vợ hiền dâu thảo. Không có gì chứ. Nên tôi nhìn từ đó, phụ nữ vô chùa tôi không cho có cái gì. Sống yên trong chùa không biết đường đi đâu. Nó cho ăn cơm no vậy thôi, cho bản đồ đẹp, đồ mới đâu, lo lắng cuộc sống đầy đủ. Tôi nói chuyện cho cừ là đủ rồi, chỉ biết tôi thôi. Nên mới sống an phận mà vui vẻ, mập mạp sáng sủa. Thử đi cho biết nhiều thì coi biết. Trời ơi, chúng ta nếu mà có góc độ nhìn, chúng ta cũng biết xã hội bây giờ tại sao ly dị nhiều. Vì do người phụ nữ họ giống người đàn ông, họ cũng đi kinh doanh, họ đi kinh tế, mà lâu ngày thành bỏ chồng. Tại vì họ có khả năng kinh doanh kiếm tiền, chồng chỉ cần nói một cái thôi là họ bye bye anh liền. Bây giờ người xưa tại sao phụ nữ bị đánh đập bịch cũng không bỏ chồng, vẫn là làm dâu hiền, thấy không? Vợ hiền dâu thảo. Tại vì sao? Vì có cái gì đâu mà đi, quen bạn bè đâu mà đi. Còn bây giờ sự giao tiếp rộng quá, nghe nói đầu này đầu kia đầu nọ, nên thành bệnh hoạn. Nên càng ngày phát triển nhưng mà ly dị thì nhiều, tệ nạn xã hội nhiều. Nó quý vị phải nhìn rộng ra đi thì quý vị sẽ thấy ra.
Đó, nên chúng ta biết an phận là hạnh phúc nhất. Nên chùa mình là những đức tạo cho họ hạnh phúc đó. Không phải lao ra ngoài nhiều mà hạnh phúc đâu. Không biết đủ thì thường khổ, biết đủ thì thường vui. Nhiều người không hiểu, nói rằng ông này ông chơi gì ghê thiệt. Đúng không? Chơi độc tài, tôi độc tài mà cho nó hạnh phúc. Sống bình yên, sống có phương hướng. Còn hơn là thả ra. Trời ơi, toàn là mấy con cá không biết đường đi không. Thả ra cá không biết đường về. Cá mập nó vớt không còn con, nó đừng nói chuyện giận chơi. Nên mình là giữ hồ cá, mình phải khéo léo mình giữ. Chứ họ yếu ớt mà bỏ ra gì, cho đi du lịch nó không biết đường về luôn. Cá mập đùa, cá cha đùa nó vớt sạch nhách hết trơn. Đừng nói chuyện giận chơi, hiểu không? Nên thà khung lại một chỗ đi. Vậy đó mà mình dạy họ sau này á. Các vị thấy không, như trong chùa mình á, mỗi lần lễ lọc vài chục ngàn người đến. Các cô mình biết cách phục vụ chúng sanh không? Làm nhiệt tình hết mình. Rõ ràng chưa? À, quý vị nói con người người ta đi nhiều mới khôn hả? Chưa chắc. Tôi có đi đâu đâu mà tôi cũng khôn còn hơn cái gì. Thì coi, từ khi tôi học Phật giờ, người ta đi học Phật, người ta đi đầu này đầu kia đầu đỏ tùm lum. Nó, người ta đi nào là đạo tràng Tịnh Tông học ngồi, người ta đi tá lã âm binh Đông Thiên Mục Sơn, người ta đi quá trời. Tôi không đi đâu hết trơn. Sao mà ở đâu tôi cũng biết hết trơn à? Rõ ràng không? Cái nói gì cũng biết chứ á. Nó nói an định tâm một nơi thì cái gì mà không biết. Mình loạn tâm nên giết mình bị phù phiếm. Nói nó cũng không ra được một cái trọng tâm. Mình an tâm một chỗ thì nó mới trọng tâm. Còn mình nó phù phiếm quá sao đi vào trọng tâm. Giống như chúng ta cầm mũi tên lên, chúng ta nhắm mục tiêu. Chúng ta cứ chậm nhắm mục tiêu đi. Buông một phát là trúng mục tiêu. Còn cái thằng này nó lóc chóc len keng, nó cầm mũi tên lên nó gà. Cuối cùng nó bắn trúng giữa, không trúng mục tiêu nào hết trơn. Mày gà tá lả âm binh mà, mắt phương hướng. Còn tôi cầm mũi tên lên tôi cái gì nè, để gì nè. Mấy kia nói mày gà đi, mày gà tùm lum chỗ mày, mày canh chỗ nào mày canh, tao canh chỗ mày. Canh đúng một chỗ một. Bụp. Trúng một chỗ liền, cũng nói vòng vòi. Hiểu không? Cần bắn chỗ nào là trúng chỗ đó. Nhắm mục tiêu. Còn mình nhắm quá nhiều mục tiêu, mắc phương hướng. Nên đi tu mười mấy năm được một chút kết quả trong Phật Pháp là do gì? An định được một chỗ. Nhờ từ đâu? Pháp môn Tịnh Độ. Pháp môn Tịnh Độ này cũng như là có người này khổ vì chồng, khổ vì con, khổ te tua lại gặp người thầy. Thầy ở thầy, cuộc đời của con nó khổ gì đâu mà nó khổ từ khi lọt lòng mẹ. Rồi 6 tuổi mẹ cũng chết ta luôn. Nó khổ tiếp tục. Kiếm tìm chén cơm manh áo, đồ ăn thức uống rồi khổ. Đến khi lớn lên có chồng, gặp thằng chồng ăn nhậu đánh đập, đẻ được một đứa con, thằng chồng chết quéo. Phải lo cho đứa con này, mong rằng đứa con này sau này lớn lên nó sẽ nuôi lại mình. Nhưng không ngờ khi nó lớn lên nó lại ngổ nghịch chửi lại, vì thấy không? Khổ từ khi còn nhỏ nè, khổ lớn lên khổ nè, có chồng khổ nè, mong mỏi còn đứa con cũng trả đũa lại luôn. Cuối cùng khổ quá khổ là gặp ông thầy than, con khổ quá, khổ quá, khổ, khổ dữ lắm à. Bây giờ con xin thầy cách nào giúp cho con hết khổ đi thầy. Thì ông thầy ông nói, cái khổ này ở đâu đến? Những phương diện đó đến. Nhưng mà cái khổ này tại sao bà không đem ra? Bà nói sao đem ra được. Vậy thì thầy chỉ vào một phương pháp mà bà đem cái khổ ra. Bà khổ là do gì? Bà nhớ cái khổ. Bà nhớ cái khổ. Thêm cái nữa là bà có chồng, chồng bà đối xử với bà như vậy thì bà khổ là do gì? Bà nghĩ bà nhiệt tình mà tại sao chồng đối xử với bà nên bà đặt vào tâm bà khổ. Phải chi bà chỉ có nhiệt tình thôi,
Còn chồng đối xử như thế nào, đó là duyên nợ của cuộc đời bà, thuận hay nghịch thì bà đâu có khổ gì chồng. Đúng không? Còn bà sanh con ra tại vì bà tạo ra, chứ ai kêu bà sanh. Bà cứ nghĩ đi, cái lúc bà chăn gói bà vui thì sao? Thì bà vui thì bà phải khổ. Trong cuộc đời người ta nói là vui khổ, khổ vui, nó gần sát một bên. Thì bà do chăn gói bà vui, bà vui bà sanh con khổ. Thì bây giờ bà đã tạo ra thì bà phải nuôi. Bà nuôi mà bà có hy vọng với nó, là bà nuôi bà có đặt vấn đề. Bà nuôi nó bà nghĩ sao này nó nuôi bà, nên nó không nuôi bà thì bản thân bà lại khổ. Phải chi bà nói đã tạo ra một mầm non thì cứ gây dựng cho mầm non này lớn lên. Mầm non này nó lo cho ai đó là chuyện của nó, tùy nhân duyên của nó. Mình chỉ cần tạo ra cho nó lớn khôn thì cái chuyện này tùy duyên của nó. Đúng không? Đừng có đặt để, đừng có hy vọng gì hết chứ. Đã là không hy vọng gì là làm sao thất vọng. Không hy vọng thì làm sao thất vọng. Trong cuộc đời mà hy vọng chi? Trong cuộc đời này con người ta là người ta, người ta là người ta, mỗi người là khác nhau. Làm sao chúng ta hy vọng người khác được? Vì người khác là người khác. Bữa nay người ta thương mình, ngày mai người ta ghét mình. Bữa nay người ta thương mình, ngày mai người ta ghét mình. Bữa nay người ta lo cho mình, ngày mai người ta không lo cho mình. Trong cuộc đời nó rất là bất chợt. Mình đặt hy vọng quá cao vào một con người thì bản thân chúng ta sẽ bị hụt hẳn. Cũng đừng bao giờ thất vọng với mọi người. Vì thất vọng với mọi người chúng ta sẽ sanh tâm tiêu cực và lo âu. Nên chúng ta tin nhân quả, chúng ta cứ sống nhiệt tình, tùy nhân tùy quả. Đúng không? Cái đoạn này hay nè, quan trọng nè, thấy chưa? Đó, cởi mở ra. Giờ ông thầy ông nói rằng bây giờ bà muốn hết khổ không? Muốn. Bà niệm Phật đi. Từ hôm nay bà nhớ ai với đạo Phật đi. Bây giờ cả đời bà nhớ thê thảm, nhớ thằng chồng làm bà khổ đau, bà nhớ đứa con bây giờ bất hiếu, bà nhớ những thứ này bà toàn là khổ không? Bây giờ thầy cho bà một liều thuốc để mà bà hóa giải cái đó, để bà đừng khổ nữa. Bà nghe không? Nghe thầy. Thì nghe bà niệm Phật đi. Từ đó về sau bà chân thật niệm Phật. Nhưng mà khi thầy nói xong bà còn hỏi: nhà chật chội, không có bàn thờ Phật, ở dưới còn nuôi heo, ở trên còn nuôi gà, kế bên còn cà gà ông táo, thờ tùm lum tùm la, có nghĩa là nhà bà này tạp quá. Người Hoa mà ngày xưa thờ nhiều lắm, hiểu chưa? Thì quý vị biết rằng là nhà con chặt chội như vậy, con có niệm Phật được không thầy? Thầy nói bà cứ niệm Phật. Bà giặt đồ bà niệm Phật, bà nấu cơm bà niệm Phật, bà làm cái gì bà niệm Phật, bà chùa nội bà niệm Phật, bà trà chân bà niệm Phật, bà tắm bà niệm Phật, bà cứ niệm Phật hoài đi. Từ hôm nay bà nhớ Phật thôi là bán khổ đó bà. Bà nghe từ đó về sau bà cứ niệm Phật, thật sự bà vui, bà hết khổ. Đến sau cùng cuộc đời của bà, quý vị biết rằng là bà biết ngày giờ giáng sanh. Bà nói với thằng con trai rằng bây giờ cỡ nào mẹ cũng nuôi con khôn lớn. Bây giờ 3 ngày nữa Phật A Di Đà rước mẹ về cực lạc rồi, nên con ở nhà để làm hậu sự cho mẹ, để tròn đạo làm con. Đứa con nói bà trợn. Tự nhiên về cực lạc. Ở đây không sống mà về cực lạc. Bà trợn với bà. Đưa con vài ngàn đưa tôi quýnh bà. Còn tiền đâu còn nè. Trong đó còn nhiêu lấy hết đi, 3 ngày tao đi rồi mày. Được rồi. Không? Rồi xong tới ngày thứ 3 nó nghe cái mùi thơm gì mà trời, mùi thơm này từ xưa tới giờ mình chưa từng nghe. Đi vòng vòng nó kia tìm nó kiếp, cuối cùng thì nó nhớ lại mẹ nói 3 ngày đó bà giáng sanh. Trời trời, lẽ bà này giáng sanh thiệt. Cuối cùng nó đứng ngay trước cửa sổ, nó nhìn thử coi bà làm gì. Thấy đi tắm thay đồ đàng hoàng chưa, bắt cái ghế bà ngồi bà niệm Phật xong bà ra đi luôn. Bán tặng cùng khổ, chứ đâu phải là giải quyết cái khổ thế gian bình thường, mà bán khổ tặng cùng của vô lượng kiếp luôn. Bởi vì cái người mà nghe Pháp Môn Tịnh Độ này, quý vị đang tu tịnh độ, quý vị đang niệm Phật mỗi ngày đó nghe, là quý vị đang vui giả nợ trong cuộc đời, và quý vị tương lai bán tặng cùng khổ. Tùy vào quý vị thôi. Cái cuộc sống ở đời này quý vị có tạo giàu sang cỡ nào, nhưng đó có đó mắt đó à, cấp kỳ à. Trời ơi, giàu thì giàu vậy đó, của cải nó đang có thờ tồn tại đấy. Nó mà hết thờ thì quý vị nói, cái ông này ông nói nhà tao giàu như vậy, đố mà nhà tao nghèo. Cuối cùng ngay cái nhà của ông, ngay công ty ông, công ty nào nó cũng sụp đất hết. Cuối cùng sạt nghiệp luôn.
Cái câu chuyện á, nhà Đức từng kể bị nghe ngày xưa đó. Ông quan này được nhà vua thương hơn nha. Thầy bói coi ông quan này tương lai ông đói chết ngoài chợ. Ông vua nói một vị quan mà tao quý trọng nhất mà đói chết không có cửa đó đâu, ban cho ông một vùng đất luôn, cho ông đổ tiền được luôn, thử coi đói ngoài chợ không biết. Ông đổ tiền ông giàu, thiết là giàu, giàu không tưởng tượng được, ỷ lại không tu nhân tích đức. Khi ông vua này chết đi, vua con lên ngôi, quan các vị quan khác ghét lâu rồi mà do ông vua này không bảo vệ, cuối cùng quan khác chọt quát vua con này, xử lý ông này, tịch thu của cải, nghèo nàn đi xin ăn ngoài chợ không ai cho, đói nằm giữa chợ chết. Nên người xưa người ta kết luận một lời nói hay: ông bà cha mẹ có đức thì con cháu mặc sức mà ăn. Nên có người mà nghe đạo là có người khôn ngoan, biết tu phúc đức. Phúc đức là cái mình cầm theo được, phúc đức là cái mà không ai lấy được của mình. Tiền bạc bị lấy nhưng phúc đức đố ai lấy được. Người khôn ngoan là người tạo phúc đức. Tôi không có đến nỗi khôn, nhưng mà tôi có tiền tôi làm hết trơn, nó thử coi sao. Tôi không nói tôi khôn gì hết, tôi làm hoài nó thử coi sao. Từ hôm nay mà tôi có cái gì, tôi có tiền rồi tôi mua đồ tôi cho người ta hết luôn, tặng người ta tôi mua hết, sạch hết. Máy niệm Phật đồ này đồ kia tôi mua tôi tặng hết. Món đồ nào tôi tặng tôi cũng ghi chữ A Di Đà Phật vô. Trong tài thí có pháp thí hết, hiểu không? Kiếm thị đồ tặng hết, cho tiền họ, thuê xe cho họ đi. Từ ở đâu miền xa miền ngoài, người mù tội nghiệp quá, điện thoại vô. Những đứa nghe cô ca sĩ Kim Phóng người mù nói một câu thì những đứa thấy thương người khiếm thị. Họ nói thiệt cho thầy biết, không phải người khiếm thị nào cũng được ra khỏi nhà đâu thầy. Có người nhiều người khiếm thị họ chỉ ở một chỗ ở không được đi đâu. Nên thầy tổ chức cho chương trình khiếm thị, họ được có cơ hội được đi ra ngoài, họ mừng lắm, họ cảm ơn thầy dữ lắm. Như Đức hỏi, họ mù như vậy làm sao họ biết được đông người vui gì đâu mà vui. Thì cô này cũng nói, thầy ơi, người sáng mắt thì người ta nhìn thấy người mà vui, người mù thì cảm nhận đông người mà vui, cảm nhận đông người mà vui. Rồi Như Đức hỏi, vậy thì đực mù, cái mù nó không thấy đường gì hết trơn, nó có biết được thằng đó mập, thằng đó ốm hay là con nhỏ này mập ốm không? Thì bà nói rằng nó biết được, cảm nhận được con nhỏ này đẹp, nhỏ này xấu. Ghê chưa? Nó vì nói chuyện đơn giản hả? Thì ra là sự cảm nhận, tại người ta không có cặp mắt, nên người ta dùng linh thức của người ta để phát triển. Nên vị coi, mình bây giờ mình nhắm mắt đi, mình làm việc như người mù được không? Mình đi mình té lộn mèo. Nhưng người mù khi nó đi xuống cầu thang nó sẽ có cảm giác cầu thang từng bậc sao. Còn mình mà đi bình thường mình cũng té nữa, giống như say máu ngà vậy. Té lộn mèo, thấy mặt đất tự nhiên lộn 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 kỳ cục vậy đó. Nhưng mà mù thì có cảm nhận. Nên những đứa nghe vậy thôi, nó nói à, thì ra là cũng tội nghiệp cho họ. Kệ, hãy tạo cho họ một niềm vui gì đi, và đem nhiều trái tim con người để dành cho họ đi, giúp cho người mù vui. Quý vị kệ đi, giúp cho người ta một nụ cười cũng là hạnh phúc. Rồi người ta vô đó, người ta ngồi người ta niệm Phật, còn nghiệp lắm. Lỡ 3 giờ sáng kiếm chỗ ngồi trước tội thấy ghê, đi tranh thủ chạy vô chánh điện, mù cũng dành chỗ ngồi vô đi chính xác 100% luôn, mù cũng dành chỗ ngồi đó. Mù cũng biết dành địa bàn ngon lành hết. Nó tự ra mấy ông nội, mấy ông nội mù, mấy ông sao mà mấy ông biết cái vị trí nào mà mấy ông tranh giành địa bàn ngon lành nữa. Ông nói biết chứ, ở vị trí nào chánh điện là địa bàn đẹp nhất, một là nhiều người cho tiền, còn hai là mát mẻ. Còn trễ cái ngồi ngoài sân nóng tới mồ, nên cố gắng tranh thủ đi sớm để lợi được tranh thủ vô chánh điện. Địa bàn chánh điện là ngon nhất. Ghê lắm mấy vị ơi. Xong Nhân Đức cho người thí nghiệm mù giảng ra ngay trang cái vị trí
Vậy chứ chánh điện sau lưng quý vị. Nó không phải chánh chỗ này. Vì chỗ nào? Đường kia. Không có mù thiệt không vậy? Nó kỳ cục cái chợ. Ngồi đây được rồi. Không phải chỗ này. Chỗ nào? Khúc trên. Ghê chưa? Nói vậy đừng nói dụ người mù nghe chưa. Trời ơi điếm tiền mà thôi. Điếm kịch liệt luôn. Thấy rõ ràng luôn. Ta cho giấy 150 ngàn á. Lấy giấy 50 ngàn chim vô 50, 20 chim vô 20, 10 ngàn chim vô 10 ngàn, 2 ngàn chim vô 2 ngàn. Còn tấm giấy 200 ngàn như Đức là để phía trên nhất. Có giỡn đâu nghe quý vị. Nó nên nó thụ tao biết hết trơn. Đừng có nói chuyện giỡn dân. Đừng có đùa với người mù. Nó nó rồi xong á, nhà Đức ngồi nói chuyện với ông mù đó, nhà Đức hỏi có vợ chưa? Này, có vợ rồi. Mấy đứa con là 3 đứa. Nhà Đức nói ông cũng sản xuất được quá chứ. Thấy chưa? 3 đứa con, thấy không? Cũng đâu có tầm thường đâu. Như anh Viễn mà có 1 đứa một quá. Tua mù á, có giỡn đâu nghe. Nó nên à. Anh Viễn nghe cái này sản xuất tim nữa. Nói bà nghe chưa, thầy cừ tôi đó nghe chưa. Nên từ nơi đó mới biết sao, chương trình người kiếm thị thấy tội nghiệp người ta. Thấy không? Nó nên cái chương trình kiếm thị mùng 9 tháng 12 được này nè. Dữ dằn lắm. Nè bây giờ á, là đưa lên chương trình bắt đầu là huy động gạo. Mà ai mà cúng dường gạo đó nghe, là lợi ngay cái tiệm bán gạo. Ra 10 ký 10 ký, đừng có đem nguyên bao bự. Mình đem nguyên bao bự đến ra gạo cực lắm mấy vị ơi. Chùa mình á, múc gạo rồi mai gạo mấy cô bận quá, quá nhiều việc. Bây giờ ra 10 ký 10 ký sẵn hết đi, tùy vô khả năng mình. Ngày đó những Đức tặng sạch nhất, không để một bao luôn, cho người mù hết. 10 ký thôi, cho người 10 ký thôi. Tại 20 ký nguy hiểm. Biết sao không? Nó nặng quá. Mình còn phải suy nghĩ chiếc xe 50 chỗ. Lỡ 50 người đi mà để 50 bao gạo lên cái nữa nó xe chạy không nổi hay sao? Lên gốc không nổi nó lùi lại chết mồ hết chứ. Đó thừa do thầy Đức cho gạo nhiều, xe chạy không nổi. Nhiều xe lam mấy vị chưa thấy đâu. Xe lam cho tí tí mà nó chắc người mù vô đầy cái đinh hết hết chứ. Nó cho thêm 2 thằng mù đeo xe lam. Nó chậu chậu mù cũng đeo xe. Nói hai ông ơi, là chùa có nhiều tiền mà đi mà còn đeo tàu ten rồi té gãy tay gãy chân còn tôi tốn hơn ông sao đâu thầy. Còn nắm chắc dữ lắm không có muốn. Bù té chết mồ sao. Tội nghiệp ghê chưa. Ông mà giết người mù tôi thích những Đức lắm mấy vị ơi. Ừ. Khổ ghê á. Nó mấy vị biết. Xong những Đức lại gần kế bên những Đức nói chuyện. Những Đức hỏi bây giờ tôi mấy người có cảm giác được được cái nhan sắc tôi như thế nào không? Rồi xong nó lấy tay làm nè quý vị. Để mặt làm nè. Mà không có đụng vô mặt nghe làm nè. Qua làm lợn gì? Xong nói nè. Mắt thầy hơi to to. Chân mày đậm. Ghê không quý vị? Nó kinh khủng không? Nói miệng to nó thật. Miệng to, nó nói câu ghê thiệt chứ. Miệng to, mũi to, đầu dồ, nó trơ á. Nó nói hết trơn rồi còn gì. Cái gì đó cũng ra hết trơn cái chợ. Nói rồi, bây giờ cái mặt này được rồi. Bây giờ từ cổ dày xuống nói thầy, chiều cao hạn chế. Nói thầy. Ghê không quý vị? Những đứa hỏi chiều cao khoảng bao nhiêu là khoảng 1m63. Ngày bon luôn, 63. Kinh không quý vị? Đúng là cái sự cảm nhận nó còn kinh khủng hơn mình nhìn nữa. Vì nhìn thì Đức Vi còn chưa đo đón được mét mấy mà. Nó còn họ đoán được luôn. Thế sự cảm nhận của linh thức nó ghê không quý vị? Đó. Nên á, thôi mình nói là cao thủ võ lâm rồi, nó thiệt luôn. Chịu thua, mình chịu thua bó tay với họ. Thấy không? Nên từ nơi đó mà
Cuộc đời người ta đến cái thế gian này, người ta bị phiết gì cặp mắt, phiết gì tay chân. Chúng ta đầy đủ lục căn, chúng ta chia sẻ cái gì cho người ta thì mình nên chân thật mà chia sẻ. Nó no. No, nên cái chương trình khiếm thị của mình là Phật Bồ Tát gia hộ. Ngài khiếm thị là ông trời cũng gia hộ nữa. Tại vì sao? Mình thương người, mà thương người là phù hợp với ông trời. Ông trời có đức hiếu sinh, mình thương người nên ông trời cũng gia hộ cho mình. Chương trình khiếm thị về hổm đông người ta, mà bữa đó ông trời khỏi nắng luôn. Ngộ ghê á, thấy không? Nên từ nơi đó mà mình làm việc đúng quý vị ơi, Phật Bồ Tát gia hộ. Nên những đức nói rằng người tu hành của mình sai thì sửa, nhưng đừng ác tâm. Nhớ kỹ nghe, sai thì sửa nhưng đừng ác tâm. Ác tâm thì không phải là người tu. Đã là tu hành mà muốn hại người khác thì không phải là người tu. Sai thì có sai đó, thì phàm phu ai không sai. Lâu mình tức mình la người ta, mình chửi một tiếng mình sai đó, mình cảm thấy mình quay cái tâm lại liền A Di Đà Phật. Mình tu mà mình sao mình dị A Di Đà Phật. Mình nhắc mình liền để mình điều chỉnh mình lại. Nhưng mà mình đừng có dùng cái ác tâm đến với người ta để hại người ta. Nhớ nha quý vị. Nên giảng mà cũng là vui đó, mà nhiều cô ngồi dưới mà nói chứ có hai ba cô mà thấy buồn ngủ, thấy tội nghiệp chứ. Nên cái âm thanh những đức giảng nó quan trọng lắm quý vị. Bữa nào mà âm thanh mà nó nhẹ, những đức giảng những đức la được. Còn có nhiều bữa âm thanh nó nặng quá la không nổi. La lên gì cái nó không lên đó, thấy chưa? Đâu lên đâu. Tại âm thanh nó không có tung tung ra được quý vị. Thì nó chì lại, nó nặng, la lên không nổi, nghĩ la luôn. Mà cái tông như đức giảng là cũng vui đó nghe quý vị. Nên quý vị mới nghe được chứ cái giờ này mà giảng không vui thử đi rồi biết. Ngồi dưới mà không mắc gì không nè. Mà không mắc gì mà gì nó cười ngộ lắm quý vị. Giống như lỡ gốc lỡ cười vậy đó quý vị ơi. Con người con mắt nó phải long lanh thì nụ cười nó mới kết hợp với con mắt. Thật sự mà nói quý vị, khi quý vị cười cái miệng như người ta nhìn cặp mắt quý vị. Tại vì cặp mắt là cửa sổ của tâm hồn. Tôi nhìn vô cặp mắt quý vị ta mới cười được chứ. Thế hai cái người yêu nhau á, người ta mà sáng mắt là ta phải nhìn nhau. Ta nói bốn mắt nhìn nhau muốn chào nước miếng. Nhìn nhau quý vị. Cặp mắt đâu phải đơn giản đâu quý vị ơi. Nó, nên cặp mắt của mình nó long lanh, nó nhìn giáo giác giáo giác. Những đứa cặp mắt những đứa không có đẹp. Nhưng mà ngày xưa những đứa ngoài đời những đứa cũng dê lắm quý vị. Nên đàn ông mà không dê thì đâu phải đàn ông. Đúng quý vị. Mà đàn ông mà không biết dê là đàn ông buồn lắm. Đàn ông nó không bao giờ vui vẻ, chắc chắn quý vị luôn. Mà mình dê đúng nơi đúng chỗ. Còn ngày xưa những đứa ngoài đời những đứa không có dê đúng nơi đúng chỗ, những đứa dê láng hết. Nói mình vậy đó thấy không? Nói nhiều mình nói vậy đó nhiều ông đàn ông nó ô thầy đã công nhận đặc biệt nha. Ông nói vậy mà ông cũng tu được vậy thì bản thân mình cũng tu được. Dê xả láng mà. Được được rồi thôi, dê thí dê đại. Đi đâu cũng thả dê tùm lum. Nên ôi ôi cặp mắt thì không có đẹp, mà gặp nữ cái là cháu le cháu lẹ trời là trời tiếng ghê. Nên quá trời dê. Từ khi đi tu tới giờ mà có khi cái máu ngày xưa nó cũng quay lại. Ngồi giảng gì nè quý vị, thấy nhiều cô với mình đang giảng vui mình gặp mình làm nè chọc ghẹo đại cái mấy bà không ngủ gục được. Có nhiều bà ngủ gục, mình ngồi mình nhìn thẳng mấy bà mình giảng cho bà nhìn lại làm hết ngủ, thấy chưa? Cái đó là đúng nơi đúng chỗ đó, làm cho bà tỉnh. Trời ông thầy ông bậm môi mình sợ quá trời hết ngủ gục luôn.
Nó nên á, có nhiều cô chứ phải nhìn lên vậy, nó nhìn chăn chăn vậy, không chớp mắt mà làm nè. Làm mấy bà vui, bà tỉnh lên, bà đâu ngủ nữa đâu. Nó tại sao mà người ta thích ngồi nghe mình giảng gì, người ta vui với vị à. Làm cho người ta vui. Không, thật sự quý vị, một nụ cười dùng 10 thang thuốc bổ. Người ta mà vui rồi là nó bổ dữ lắm. Bổ nhiều lắm quý vị ơi. Giỡn đâu. Nó giống như hậu qua mà nhà Đức đội cái nón lá. Thầy Pháp đội nón lá bị coi nhìn mắc cười lắm quý vị. Giống y gan cái thằng chăn bò. Gan chăn bò luôn trời. Không mà công nhận mình hiện tướng ghê thiệt chứ. Hiện tướng sao cũng được chứ quý vị ơi. À, con làm mà nhà Đức đội cái nón cái bà, cái bà thấy nhà Đức ưa cảm á. Tò ô bà đang cái nón không biết cái bà đó có trong đây không biết nữa. Bà đang cái nón gì mà trắng xanh đỏ tùm lưu tùm la. Mà nó dày lắm quý vị ơi. Đội một cái đầu nó sức hôi ướt nhẹp hết trơn. Nghĩa là cái này là sông hơ á. Đội nói sông hơ. Thấy vừa đó đội lên nó giảng bài pháp ngắn quý vị. Nhìn đi gan thằng khùng vậy đó. Ngộ ghê. Nó thấy chưa. Nó nên từ nơi đó mà mình làm nhiều cái người ta mắc cười quý vị. Thấy người ta cho cái nón lá nhỏ xíu xíu ngộ ghê. Đội lên giảng hôm qua cái công đoạn tội bị coi là mắc cười. Nhưng Đức nói bây giờ quý vị có bực bội gì coi cái nhìn mắc cười muốn chết luôn. Mà Nhân Đức còn mắc cười mà. Xong bấm lên coi là Nhân Đức mắc cười muốn ăn chết vậy đó. Rồi tìm cái này Nhân Đức chụp màn hình mà chỉ con chó á. À. Chơi ghê thiệt chứ. Nó nên bởi vì mình là ông thầy được nhiều người nói là mệnh danh thầy số 1 quý vị. Làm nhiều việc số 1 á, không ai làm luôn á. Nó nhưng mà bây giờ mình nhìn căn tính con người bây giờ quý vị. Nó phải tưng tưng. Con người thời cuộc này nó tưng nhiều lắm quý vị ơi. Nhưng Đức nói thiệt chứ quý vị, mà nếu mà thật sự có thiên nhãn á, vì nhìn vào con người bây giờ, nhìn vào đầu óc người ta đó, cái dây thần kinh của họ vậy nè, tăng 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 tăng, không có giỡn đâu, con người giờ nó tăng lắm mấy vị ơi, vì cái cuộc sống chao đảo này thần kinh nó căng thẳng, nên bản thân mình cũng phải tăng 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 tăng, thì nó mới phải nghe quý vị ơi, quý vị, đó, nè thấy chưa, tăng 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 tăng. Nói phải vui đó. Bấm sao không biết mà ngay nguyệt. Thấy không? Tàn 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 tàn. Thấy không? Nó bây giờ Như Đức nói vì nghe Như Đức giảng mà không ngay nguyệt thì sao mà người ta ngồi mà ta mở mắt ta nghe. Chắc chắn mới bị luôn á. Dạ ngay nguyệt á. Nó thọ ghét cái bà nhột hoài mà. Cừ được đó. Chúng ta mấy bà ngủ hết chứ. Chứ gặp mà lên đây mà Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay thầy sẽ giảng cái đoạn kinh Vô Lượng Thọ nhân địa tu hành của Pháp Tạng Tỳ Kheo. Đưa nhân địa vô mình giảng chầm chầm chút mấy bà chứ nhân địa gì. Dạ chút. Chắc từng nào mấy bả đi nghe cầm tới cái khăn. Ngủ quá. Chạy nước miếng tùm lum. Tàu ô cái giờ này cái giờ 8 giờ rưỡi thì nghỉ không có đơn giản đó quý vị ơi. Giờ này là cái giờ buồn ngủ. Buồn ngủ ác đạn lắm. Nên giảng mà không ai ngủ là không phải đơn giản đâu. Đúng không? Đó. Bây giờ là phải giúp cho họ vui vui xong mới tống về câu Phật Pháp vô. Nhìn. Nà. Bây giờ mà nói Phật Pháp mà chánh văn nhiều quá người ta sẽ không nạp vô được. Vì khả năng nạp Phật Pháp của chúng ta nó ít lắm. Mà nạp cái ba trợn thì nhiều. Tưng tưng đồ danh lợi trong cuộc đời thì nhiều. Yêu thương đồ nói chuyện này chuyện kia thế gian đồ nó nạp vô ghê lắm. Nhưng mà mình khéo giảng làm sao mà mình tưng 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 nhưng mà lâu lâu mình đưa câu Phật hiệu vô thì mấy bả chịu à chấp nhận. Thấy không?
Nên nó bây giờ mà mình muốn giảng pháp cho người ta nghe mà được lợi ích, trước nhất phải làm cho người ta cười trước đi. Vì khi người ta cười á thì giống như cái vàng mây đen của ta nó bị phớt hoàn bình, thì cái gọi là tự tánh sáng lạng của ta nó mới mở ra. Thì lúc đó mình thấy mấy bà sáng rồi, mình đưa vào pháp vô nhìn thấy không. Cái bây giờ mình lên mà mình giảng, mình rè mình giảng rầm rầm giảng chứ. Bây giờ mình giảng pháp mà trên mà dưới mà nó ngồi mà nó đưa hai đầu gối lên mà nè. Thôi hồi hướng gì giảng gì đâu mà giảng mà đưa hai đầu gối lên mà kê cái càm vô đầu gối mà nó đưa cái chán vô gì hỏi. Cái này giống như thê thảm vậy, nghe pháp mà giống như bị tra tấn. Hỏi nghe gì nữa bây giờ, hiểu không? Nó nghe pháp làm sao mà cho mấy bà mà là đạt rồi đó quý vị. Ừ, nó giảng pháp mà mấy người đều ngồi phía sau mà. Ồ, có nhiều bà là không có hô nha quý vị. Bà nghe pháp nhưng đến cái lúc nghe mấy bà hô. Tại sao vậy? Bà làm nè. Nhất là ngày lễ. Trời ơi, bà ngồi phía sau. Thôi nghiệp ghê luôn á. Có gì bây giờ chơi mấy chiếu luôn. Kỳ này lễ với Di Đà 8 cái máy chiếu. Mà cái anh mà anh đầu tư máy chiếu đó cũng hay. Từ khi cái máy chiếu tới giờ nó lợi ích quá trời. Kỳ này mà bên hộ pháp á, cái chỗ mà nhà Đức ngồi thường giảng ngoài sân á, dọn cái dàn đèn trước giữa, cái dàn đèn và dây căng ngang á, chơi cái máy chiếu trên bự chà bá. Ở dưới nhìn lên ai cũng thấy. Ồ, dễ thấy lắm, tuốt xung quanh thấy hết trơn. Nó thì coi hay dữ lắm. Nó đặc biệt. Cái chương trình là Dí Di Đà cái này. Được không? Giống như mấy lần như đó tổ chức Dí Di Đà làm được hai buổi quý vị, coi thấy cũng ý nghĩa ghê. Đơn giản mà trang nghiêm quý vị, thấy không? Đúng rõ ràng chuyên tu. Không dính một chút gì vô hết trơn, chuyên tu luôn. Đúng là chuyên tu hay thiệt. À, chương trình nó đơn giản gọn ghẽ mà không có ngắn đâu nghe quý vị, không có ngắn đâu, dài lắm á. Nhưng mà ngộ nó qua mau lắm, nó qua rất là mau. Cái chút nó gom lại mà chỉ có câu vật hiệu à, thành chút gom lại dài lắm á. Nó nên cái lễ với Di Đà kỳ này nghe nhà Đức nói, ai mà mang nghiệp phá thai á, hay là quý vị mà muốn cầu siêu cho ông bà cha mẹ tổ tiên đó nghe, cái lễ với Di Đà cái này không đơn giản. Tại vì sao? Cái tâm mình đã dành vậy rồi, cái tâm mình đã đặt vậy rồi, là bao nhiêu cái tâm của người, người ta phát cái tâm ra vậy đó, nghe không? Nó cái lúc mà niệm Phật, niệm địa chung, lễ Phật đó, chân thành, chân thật, nhiệt tình, một niệm thôi là rước hương linh về cực lạc hết trơn, chân luôn. Nó. Nên có nhiều người người ta không có hiểu đạo, người ta đi học đạo nhưng chấp văn tự, nên họ không mở cái tâm. Quý vị, người ta giảng thì sao mà cho Phật tử người ta hứng khởi, ta thích niệm Phật. Quý vị, có nhiều người ta nghe gì họ bình luận vô nói đâu có dễ đâu, dù gì tự nhiên làm ta mất hứng không, kỳ cục ghê. Làm sao mình giảng cho ta hứng thú lên ta niệm Phật, đúng không quý vị? Còn Phật rước là cái chuyện của Phật, Phật không rước thì thôi, chuyện của Phật chứ, đúng không quý vị? Mà nói Phật rước đi, có chuyện đó, Phật có rước không rước, rước ai không rước thì kệ Phật, chuyện đâu phải chuyện của mình đâu. Hương linh niệm Phật thì Phật rước, hương linh không niệm sao Phật rước. Thì mình nói thì bây giờ cái tâm mình dành cho hương linh vậy đó, hương linh ngày đó không buông cái tâm hận thù, không niệm Phật sao cảm bổn nguyện mà Phật rước hương linh. Còn nếu mà hương linh mà buông xuống hận thù mà niệm Phật, lúc đó Phật phóng quang rước thì cực lạc chứ thì sao. Có nhiều người học Phật lâu năm mà họ bị cái gì bệnh, bệnh lâu năm khó trị hay sao không biết. Ta tán thán người ta nghe rầm rầm rầm, xọt cái tin nhắn vô bình luận đâu có dễ đâu.
Dễ có chuyện đó của Phật A Di Đà làm, đâu phải chuyện của mình đâu. Chuyện của mình cứ càng tán thán bổ nguyện Di Đà thôi, còn cái chuyện khác là để cho Phật A Di Đà làm. Chúng ta chỉ cần giảng sao mà nó hưng khởi cái tâm ta niệm Phật là được rồi. Chuyện đó là mình đã làm được cái vai trò mình là quá tốt rồi, làm việc cho Phật tốt lắm rồi, đúng không? Trời ơi, Phật A Di Đà ngày dạy những đức gì nè, đi quên nói nè. Ngài nói rằng này những đứa con làm sao không biết, con chỉ cần dạy người ta niệm Phật, còn cái chuyện khác để ta, đúng không? Niệm Phật là việc của mình làm, tiếp dẫn giảng sanh là việc của Phật làm. Bản thân mình cứ chen vào chuyện của Phật không à, cứ khó không à, rồi cuối cùng không tin Phật. Cứ nghĩ dễ đi để mình làm. Niệm Phật đâu có khó, nhưng mà đòi hỏi thanh tịnh tâm nên nó khó. Phải chi mà lo niệm Phật thì nó đâu có khó quý vị. Nghèo giàu đẹp xấu lùng lé hô súng gì cũng niệm đi thì đâu có khó. Nhưng mà cứ đòi hỏi là niệm Phật phải đạt một cái gì kìa. Cái gì là cái gì? Có nhiều người lại gặp như Đức hỏi, tôi hỏi thầy nè, thầy hướng dẫn bao nhiêu người niệm Phật vậy? Mà tôi hỏi thầy, thầy niệm Phật một bao nhiêu năm nay thầy thấy cái gì? Rồi xong nhà Đức hỏi là vậy thì ông có niệm Phật không? Có, vậy ông thấy cái gì? Tôi hỏi ông thấy cái gì? Tôi hỏi thầy trước, tôi thấy đó, thấy cái gì? Tôi vui. Tôi thấy tôi vui được không? Cái điều mà xác thực nhất là tôi thấy tôi vui, người ta sẽ tin. Vì sao? Vì người tôi vui rõ ràng. Tôi càng học Phật tôi lại mở tâm lượng ra. Ông coi nhân địa tu hành của Pháp Tạng Tỳ Kheo đi. Cái hạnh tu làm sao? Tâm lượng mở rộng đúng không? Tôi niệm Phật mà tôi mở rộng tâm ra, rồi tôi vui trong danh hiệu A Di Đà Phật. Còn một danh hiệu đó là một vị Phật vui vẻ. Vậy tôi vui giống Phật, được không? Đó là cái thấy rồi còn cái gì. Rồi tôi hỏi ông tu bao nhiêu năm nay ông thấy cái gì? Im gu. Ông có vui không? Im gu. Rồi ông có nuôi bao nhiêu người già không? Im gu. Ông có tổ chức chương trình kiếm thị không? Im gu luôn. Mỗi chủ nhật có cộng tu ông có tổ chức không? Im gu. Dạy lớp đạo làm con, vợ chồng người ta hạnh phúc không có làm không? Im gu luôn. Gì mà đòi chấp vắng tôi? Đùa. Thấy chưa? Rớt đài. Có gì cái người nào mà lỡ mà chấp vắng như đứa người đó cũng gan lắm. Gan dữ lắm mới dám lỡ, nói thiệt luôn quý vị. Tuy những đứa không có đi học nhiều, nhưng cái thật chắc những đứa làm là người ta chịu thua đó quý vị. Không giỡn đâu. Họ nói văn tự tá lã âm binh chứ. Có lần có người lỡ nói văn tự quá trời luôn. Nói thao tao bất tiện đứng ở, nói đi. Nghe. Nghe một chút cái miệng làm nè. Cái thằng thị giả đi theo kế bên nói. Nó thấm mà. Nói nó thấm môi nó giật. Xong cái môi bên đây của mình. Giật hai bên tực 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 tực. Kệ mình làm cho người ta thấy mình thấm đi. Nói quá trời nói luôn. Xong chút im gu nghĩ nói. Như đứa hỏi ông nói xong chưa? Nói xong rồi. Ông có hiểu được những điều đó không? Không. Nói trời là trời. Nói đãi vào đó không hiểu cái gì. Tôi nói cho ông biết nghe. Tôi giảng ở trên Phật tử dưới ai cũng hiểu. Mà ông giảng cho tôi không hiểu. Vậy tôi hỏi ông. Ông làm sao cho tôi hiểu? Chết mồ luôn. Đơ luôn. Tôi làm cho Phật tử bao nhiêu con người hiểu được. Tại sao ông giảng giỏi mà một mình tôi không hiểu? Ông làm đi. Làm sao cho tôi hiểu đi. Chịu thua quý vị. Nói vậy trong tất cả cái nói của ông là lời của Phật dạy đúng không? Đúng lời Phật dạy. Vì lời Phật dạy mục tiêu là vì ai? Im gu. Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài thành Phật rồi thì ngài đi đâu? Đi độ sanh. Vậy ông giảng có mình tôi nghe còn không hiểu nữa. Vậy thì ông vô trong núi ở đi. Chừng nào ông nói tôi hiểu ông hãy đi ra đây. Bó tay quý vị. Chịu thua luôn. Thấy chưa? Chấp vắng tầm bậy. Nói tá lạ bên mình cứ ngồi mình nghe. Mình đâu có tranh đấu quý vị mà mình hỏi lại. Cuối cùng ông làm sao cho tôi hiểu?
biết làm sao với Đường Đức hiểu bây giờ. Chết mồ luôn quý vị. Còn những điều mình nói nó quá đơn giản, bây giờ ai cũng hiểu được. Mà tại vì làm không làm là thôi chuyện của người ta. Còn ổng nói mình không hiểu. Mình nói ông làm sao tôi hiểu đi. Thì làm sao cho thằng này đó hiểu. Đúng là vì thấy ghê không? Bởi vì cái chuyên tu nó không có đơn giản đâu quý vị ơi. Ừ, không có đơn giản chút nào hết trơn. Nó nên hồi đó những đức còn là cư sĩ, có cái ông này ông ở Ấn Độ đi học về bao nhiêu năm Ấn Độ, Tịnh Thất Quan Âm hồi xưa nổi tiếng như lắm, người quan chúng Tịnh Thất Quan Âm không đơn giản quý vị. Về chấp vắng nói này nói kia nói quá trời luôn, nó kinh khủng luôn. Những đức nói ông vô đây ông quản 1500 người này đi, xong xếp đồ lại đi luôn quý vị, xếp đồ đi luôn, xin ở một tuần lễ mới có một ngày gặp những đức. Nói quá trời nói, những đức im gu không nói câu nào. Những đức kêu ông vô ông quản thử 1500 người đi, rồi hả nói với tôi, vô cuốn đồ đi luôn. Tới bây giờ không thấy tin tức. Thấy chưa, nói cái chuyện tầm bậy tầm bạ. Bởi vì văn tự nhiều thì nhiều, nhưng mà cái quan trọng của Phật pháp là hành trì. Nếu nói là một tạ lý thuyết cũng không bằng 100 gram thực hành. Chưa nó, nên quý vị học Phật quý vị đừng có đem văn tự ra vì đi đấu đá với người ta chi cho nó mệt. Họ nói thao thao bất tiện vì cứ nghe đi. Rồi nghe xong rồi đủ chưa? Đủ rồi tôi đi về. Xong chuyện rồi. A Di Đà Phật đi về. Về thôi đừng nói gì chứ quý vị. Nó còn do người ta tìm đến những đức nên những đức nói được mấy câu về phải suy nghĩ lại á, chứ không phải chuyện giỡn đâu. Mà toàn là cũng giặt văn cao thủ không đó. Lợi sạc qua sạc lại, những đức không có sạc cái nào chứ. Tại những đức biết cứ đá tới đá lui đi cho mày mệt chứ. Tao dưỡng chân. Cuối cùng tôi xúc lên đá lộn mèo. Nó không đơn giản chút nào. Nó... Ở trong chùa không chứ gặp cũng nhiều cao thủ đến tìm đó. Tìm nhiều chứ không phải giỡn đâu, dẫn nhóm nhóm đi á. Khi đi một lần dẫn thì mấy chục người. Một mình những đức ngồi trong số lượng mấy chục người. Còn mấy chú mình thì mấy ông hiền, ông có biết cái gì đâu. Chú mình biết niệm Phật không? Không biết gì chứ nha, hiền lắm. Tùng đồ tâm nhiên đồ đứng. Đâu biết gì đâu. Hôm trong chùa những đứa gặp nhiều chuyện lắm quý vị ơi, không phải giỡn đâu quý vị. Nói chuyện làm việc này đâu có đơn giản. Con lặng lo cho bà cụ mắt trong chùa. Con có thằng nào nấy bự con to to, bả chút xíu à. Bả chút xíu mà sanh con sao bự chồng ngồng. Trời ơi. Bả mắt. Ê cái ông đàn ông chứ, ẩm mắt. Mà nó vô nó quyết định nó đem ông cái xác ông gì. Nó đi nó càng quét xung quanh chùa, nó đi nó kênh kênh, không phải càng quét gì mà nó kênh kênh quý vị. Kênh nó gặp chứ. Xong rồi Đức ngồi nói chuyện với ông anh thứ hai xanh mặt xanh mại. Cái thằng sau lưng nó không có nghe, nó cầm điện thoại đập cái bốp. Ghê không, nuôi cha nó mà xong nó còn đập điện thoại. Nó mày đập đầu mày cũng được, đập điện thoại, kệ mày chết. Mấy cô xanh mặt xanh mại, mấy cô ông chùa mình á. Sợ, sợ nó quýnh những Đức. Mấy cô chạy tới chạy lui, cứ đứng canh. Có gì lỡ nó bay nó đánh mấy bà đưa cái đầu vô bà chịu. Chứ mấy bà có đánh lỡ ai đâu. Rồi xong mình nói thôi giờ mình đã lỡ leo lưng cọp rồi mình ngồi im gu đi. Chứ mình mà giáo giác nó tưởng nó mình nhát nó quýnh thiệt. Xong anh tử công thứ hai nó nói chuyện mà mình nói ông xanh mặt rồi. Vỗ bàn bóp ba thằng sau lưng. Thầy này dữ quá, ghê quá. Cuối cùng tức quá đập điện thoại cái bóp. Đi ra ngoài. Nó vậy mà nó chạy qua bên kia, nó bỏ ông cụ vô quan tài. Ẵm ông cụ để vô quan tài đó trời. Tại vì nó coi ngày giờ rồi, ngoài đời mà. Đúng giờ nó bên đây mình đang nói chuyện, nó ban qua bên kia mấy cô bên không đâu có dép. Thằng nào nấy gâu ghia của mấy bà xanh mặt. Những đứa không có gâu mấy bà đâu có sợ. Tao vô ẵm ổng để quan tài. Liệm ổng. Không. Xong những đứa bước qua. Đứa nói thằng nào dám để ông già vô quan tài. Cái này chết cả chùm hết. Cái chuyện này không đơn giản chút nào.
Dù là quý thầy coi đúng ngày giờ, nhưng mà đi vô ngôi chùa là chỉ có ông thầy trong chùa đó quyết định. Mà bỏ bậy bạ là nhà này chết hết. Bây giờ là cái nhà này là phải quỳ xuống hết. Và phải như thế nào? Phải lại nửa tiếng đồng hồ. Chứ không là cả nhà này chết sạch từ lớn tới nhỏ. Trầu ô mập gâu ghia gì đó lại. Mặt vầy xanh xao vàng giọt hết trơn. Mồ hôi một cây đổ mình hết trơn. Nó sợ chết đi mày. Xong nhận Đức hù thêm cái: thằng nào ẩm ông già đuôi quan tài, bước ra cho tao coi. Mà lâu thầy nghĩ là tiếng ghê quý vị. Mà đâu đắp y áo đâu, mặc bằng đồ đen đen hồi xưa, chứ mình mặc sao đen. Thằng cái thằng ghế nó bước ra: dạ con. Mày bước lại đây mày. Quỳ xuống. Dạ. Quỳ xuống. Những đứa cầm cái tay đập đầu cái bóp nó chật chật chết một. Xanh mặt xanh ngoài nguyên đám quỳ lại muốn chết mồ nửa tiếng đồng hồ. Xong như Đức nói thôi lỡ rồi, liệm rồi. Như Đức bước lại, như Đức làm nè. Mà từ xưa gặp mấy thầy ta cúng quý vị, bưng lên cái tô nước. Mà chùa mình đâu có cái tô đẹp đẹp như người ta, lấy cái tô chà bá và cái tô ăn cơm. Kêu biết con lấy tô nước với bá, cũng nhiệt tình tiếng ghê. Bà chờ nguyên một cái tô cơm nước. Cái tô ăn cơm bự như bốn tô nước đấy. Cậu là tờ cái tô tao bưng xong nổi. Thôi kệ mồ đưa đây. Mấy đứa này phải chân tô bự đúng không sợ. Bưng nguyên tô nước bự cho bá ra. Mình lấy cái tay làm nè. Mình bị vọt không, mình không biết đâu. Mình làm gì xong mình bị vọt. Thầy giống thầy vợ cô Mã của thầy Thần á. Làm cái cười ăn chết. Cho bưng nguyên cái tô lên diện tới bún nước. Bún. Quý thầy thì ta cũng khéo. Ta bún nước tí ti thôi à. Ta chấm gì ta bún, chấm gì bún thôi. Mình chơi mình đâu có biết cúng gì đâu. Trời ơi nguyên tô nước mình bún lần nào nếu mặt mày ướt dẹp chứ. Xong rồi tầng nó lấy cái tay nó lao nữa nè. Không có được lao. Nước này là nước gia trì bún chứ không phải là dơ. Mặt mày mình mẩy ướt nhẹp nhưng không nào dám lao hết. Bún chết mồ hết chân. Sao mình lấy tao nè. Làm thích ghê lắm quý vị. Không mà có những người ngoài đời phải chơi vậy quý vị ơi. Chứ mình đừng nói ai với Đà Phật, ai với Đà Phật nó nói bình thường. Mình cũng ai với Đà Phật nè. Bụng lia bụng lịa. Xanh mày xanh mặt hết chứ. Cuối cùng: dạ thưa thầy, bây giờ chúng con phải làm sao? Niệm Phật. Nãy tới giờ thầy cố gắng để phiên hương linh đừng về bắt cả gia đình nó trong. Được không? Mô Phật cảm ơn thầy. Đâu là trời. Nhờ đức hạnh của thầy. Nhờ đức hạnh của thầy. Mà thầy phiên từ nãy giờ hương linh mới có đồng ý có 70%. Thầy cố gắng thầy. Thầy cố gắng. Cố gắng xin tìm chút nữa cho thành 100% của thầy. Sao có thằng bước lại hỏi: dạ thưa thầy, vậy 70% đã quá giải rồi, 30% thì sao? Nói thì 30% này trong vòng 49 ngày nó tìm về. Chết mồ. Cố gắng đi thầy. Nói phải cố gắng. Nhưng đây là một cái dĩa. Để cái dĩa ở đây. Thấy không? Thì bây giờ gia đình đầu tiên phải làm sao? Thấy không? Đầu tiên bỏ mày, tại vì mày không biết tu. Lo xong mày cũng biết phụ trợ cái gì đâu. Này, đầu tiên càng tốt chừng nào thì thầy càng đủ quái lực chứ đó. Tàu ô nó bỏ vô vị ơi, 5 triệu, 10 triệu, 2 triệu nó bỏ vô. Tại nó bỏ mạnh lên để cho đầu tiên nó mạnh mà.
quái lực nó dữ lên quý vị. Chết chưa con? Cuối cùng vớt được cũng mấy chục. Trong đó bây giờ thầy đã đủ quái lực hết rồi. Mình làm cái chuyện lạ mà chồng cái chặt đó mà quay phim chắc cười mà chết luôn quý vị. Ừ, mình thằng Đức kêu không có chú nào được quay phim, đứa nào quay phim là chết với ta. Tại vì biết rằng là lỡ làm mà làm tới luôn. Mình quay cái nhìn Đức quay ba vòng vậy đó. Lấy cái tay quẹo 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 vô cái mông đó. Làm lia làm lịa chứ. Xong cuối cùng nhà Đức nói làm bài bản mà sức mồ hôi hột á, quá giải cái linh này cũng không đơn giản chút nào. Bây giờ đã 90% rồi, chỉ còn đúng 1% nữa thôi, còn một chút nữa thôi là xong chuyện của nó. Nhưng bây giờ hết sức lực, sức lực hết. Cái bà kia cầm lại thêm một cọc tiền bỏ vô một cái nữa. Xong nhà Đức nói được rồi. Trời ơi, đúng là nói bây giờ cãi thầy thấy khó khăn ghê chưa. Xong rồi giảng dạy nó nghe, nó mai mốt đi đến đâu phải đàng hoàng, đi đâu cũng có quy tắc. Đúng ra nó không có cái chuyện tốn kém này đâu, mà là do cãi thầy thôi mà nó thành ra vậy. Bao nhiêu chuyện xảy ra, mai mốt đi đâu không hiểu phải hỏi, đừng có tùy tiện nghe con. Nó dạ mô Phật một lần này cô sợ, đi đâu con phải hỏi đàng hoàng, thấy không? Nó mình đâu có phải lấy mình ăn mình đâu. Bởi chi mình lấy mình đem gì mình ăn mình thì có tội, ai mượn nó không biết tu. Kệ nó cho nó kết duyên với Tam Bảo quý vị. Nó cuối cùng nó bây giờ không đủ tiền xe thuê xe gì nó. Nhưng Đức nói có đứa nào để tiền trong ngân hàng không? Dạ có, nè ngân hàng kế bên này con. Đi rút. Đó, nên nói hòa thượng mình xây chùa góc độ người nhìn sâu sắc, xây ngôi chùa quay mặt qua ngân hàng. Ý nói là Phật tử đi đến chùa tu là cần cúng dường qua ngân hàng rút về cúng, khỏi cầm tiền theo sợ bị mắc công, đúng không? Ngàn Aribank sát bên qua rút thôi, gì đâu sợ. Ê, ông mà kể câu chuyện nó mắc cười thấy ghê với mày. Ông mà tự nhiên sao nhớ câu chuyện này kể đặc biệt thiệt. Cái này mà nhiều bà ở nhà mà coi trực tiếp cũng mỏi hàm á. Cực. Không mà mỗi lần như Đức làm cái tay gì nó ngộ lắm vị ơi. Không, ngày xưa chắc đờ kiếp nào như Đức cũng là thầy cúng quý vị, không giỡn đâu. Ừ, tay chân nó dẻo quý vị, ngộ lắm. Nên nhiều người quý vị biết là nhiều người gặp những Đức họ ưa đưa cái đầu những Đức gõ lắm. Mà như Đức nói cái môn này không có chơi. Chắc nhiều đời nhiều kiếp cũng gõ quá nhiều người. Bây giờ cứ đưa đầu cho gõ hoài. Mà những Đức là chuyên gia dỗ dai. Tại vì sao người ta đưa đầu mà người ta cứ năn nỉ, người ta kêu gõ giùm đi thầy gõ đi. Mình thấy mình giả dai nhẹ cái cho có tình có nghĩa, chứ không thôi làm người ta quê sao quý vị. Nhưng quý vị nhớ là đừng có đưa gõ, gõ nó không có được cái gì đâu. Nó gõ bậy bạ dính lát tùm lum mình mất. Nó không có được cái gì đâu quý vị ơi. Tu hành nó mới được chứ đâu phải gõ mà được. Nếu gõ mà được thì đi tu chi cho nó cực. Những Đức cũng kêu hòa thượng gõ vài cái khỏi tu quý vị. Nó ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng, gieo nhân gặt quả thôi chứ làm sao mà gõ mà tiêu nghiệp chợ. Bây giờ mình phá thai thì mình lỡ mình tu hành, mình hồi hướng cho thai nhi, cầu cho thai nhi siêu thoát. Mà thai nhi siêu thoát, cầu cho thai nhi siêu thoát là cái gì? Cái chữ cầu là chữ gì? Cái chữ cầu là cái chữ mà mình xin lỗi á. Cầu là xin lỗi. Mà mình phá thai là mình giết người ta, bây giờ người ta làm cô hồn vất vơ vẫn ta hận thù, thì mình lỡ mình cứ lại Phật, mình lại Phật là mình xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Mình xin lỗi mình lại mình nói mà sức mồ hôi hột. Nên tại sao mà 3000 lại Bồ Tát Quán Thế Âm nhiều người cảm ứng? Là vì sao quý vị xin lỗi dữ quá? Cảm ứng. Hiểu không? Nói câu dễ hiểu nhất lại Phật là xin lỗi đó. Mình đã lại xối chán, mình làm bao nhiêu phước đức, nhiệt tình hết mình xin lỗi người ta. Xin lỗi người ta thì người ta vừa buông cái tâm hận thù mà ta nương vô câu ai với đạo Phật thì siêu thoát. Đúng không? Đó mà người ta cũng phải cần nghe giảng nữa.
Nên một chút mà ra cúng đĩa thực, Hương Linh động. Nó vợ động lắm, động lắm. Có cái ông kia ông nói: dạ thưa thầy, con xin hỏi thầy cái này thầy khai thị giùm cho con nghe. Nó: tôi nói chứ tôi không có khai thị. Khai thị cao lắm, tôi không biết khai thị, nói thôi. Khai thị gì mà khai thị. Ông nói: mỗi lần thầy cúng đĩa thực mà thầy nắm gạo thì liền ý nghĩa gì? Nhân Đức nói: tôi biết ý nghĩa gì mới sợ. Vậy thì thầy nắm gạo thầy liền chi vậy? Nói: hồi xưa tôi vô chùa tôi gặp ông thầy, ông nắm gạo ông liền tá lả ông binh. Từ đó tới giờ tôi liền theo luôn. Chứ bây giờ mà nếu cúng mà không có cái gì không lẽ đứng. Không có cái gì thấy ghê chứ quý vị. Cái này là nói thật lòng á. Mình không biết ý nghĩa liền gạo là cái gì nữa. Chắc là mình nghĩ là luyện gạo là giống như là biến thiểu thành đa đó quý vị. Biến đồ ăn, đồ uống cho người ta ăn. Là cái ý trong nhà Phật là gì đó quý vị. Ông kêu giải thích ý nghĩa, nó tôi không biết ý nghĩa. Nó thật lòng luôn á. Tại hồi xưa tôi vô chùa tôi gặp ông thầy tôi cũng cầm gạo, ông luyện, ông giải, ông cúng. Dạ chị chú thật dịu dàng. Mà luyện phải quay phong nha quý vị chứ không phải mà. Không phải luyện gì đâu quý vị ơi. Nó quý vị thấy những đứa không, mà nhất là những ngày lễ càng đông người thì những đứa càng quay phong một chút, hù dọa người ta chơi chứ không gì. Có bữa đó cái bà kia mình đang cúng đĩa thực, với đứa mặt lao nè. Nó mặt này dễ thương. Nguyên đốp gạo vô mặt bằng dính vô miệng lum lái. Liền quý vị, liền quay phong á. Gia trì chú thực diệu gia đà biến thiệu thành giai bảo mạng. Gia trì chú thực diệu gia đà. Thật sự mà nói cái nghi thức của cúng kiến thôi quý vị, quan trọng là thành tâm thành ý cúng. Hiểu không? Đó chỉ là hình thức thôi. Chỉ cần cái tâm mình thật lòng mình cúng, mình muốn cho người ta hương linh, người ta được dùng cái đồ cúng của mình thành tâm thành ý, mình niệm Phật, mình đem cái công đức phước duyên mình giúp cho người ta mở cái tâm ích kỷ nhỏ mọn ra mà thành cái tâm rộng lớn, thì tự nhiên cái đồ cúng đó mình cúng người ta được dùng. Đây là chỉ hương linh đó. Còn vô mà tham lam giành giật là đố có miếng gì ăn luôn. Dù có biến cỡ nào ngay mình nó cũng không có đồ ăn. Vì cái tâm tham, mới bị coi cái loài ngạ quỷ đi. Đem đồ ăn lại có ăn được đâu, lửa nó cháy ra. Chừng nào quỷ mà ăn được, hết tham. Cần dừng tham để ăn được thôi. Thì hương linh đồ mà khi cúng đĩa thực mấy vị mà dùng được nhiều là từ đâu? Đừng có tham. Lúc đó niệm Phật theo đi thì đồ ăn nó biến đầy. Đúng không? Rõ ràng là gì đó. Giống như ngày xưa những đứa tham, những đứa có gì đâu. Bây giờ những đứa càng tu, những đứa hết tham thì của cải vật chất nó đến ào ào làm việc cho người ta tiếp tục nữa. Thấy chưa? Ngày xưa mình có là mình cắt cái dấu hết trơn. Nếu mà có, mà không có. Không có. Có là đi cắt dấu liền đó. Gỡ chỗ này kia cắt hết. Nên đâu có. Nhưng bây giờ có, làm càng làm càng nhiều. Thấy chưa? Trong nhà Phật dạy hay lắm. Càng làm càng nhiều đấy quý vị ơi. 100%. Nó mở cái tâm bố thí cúng dường ra. Tài thí, pháp thí, vô ý thí, mở ra. Hồi nãy vô nhà vệ sinh cho cái phòng, bước vô một cái gặp con dế. Nhà vệ sinh trên cao, trên lầu 1 mà sao có con dế kỳ cục luôn. Con dế gan ngày xưa mà dưới quê mình bắt con dế chống á anh Viện. Đá chơi xưa còn nhỏ nhà Đức chơi ghê lắm. Sát sanh nhiều, bắt dế chống, bắt dế mái, ngắt đầu dế mái, lấy cái cây đâm vô cái đầu dế mái, xe cho con dế chống nó gái. Ghê không? Nhìn con dế này ở trên nhà vệ sinh, nó chui lên quý vị. Nó chui lên mà cái chỗ nước, cái lỗ cống á, nó có cái nắp, mặt sắt á, chui vô, nó dính cái đầu ngang này nè. Dính cái đầu gì nó kẹt bên là hai cái chân. Ở đây là cái cạnh đầu kẹt vô. Chui không được. Vậy. Mình lỡ mình đọc Tam Quy Y vậy đó, mình niệm Phật cho nó. Xong mình nói nè: ma thân súc sanh,
vì nghiệp tham sân si mà giờ làm thân súc sanh, khổ lắm. Nếu mà cái này tôi cứu được thì cũng cố gắng niệm Phật nghe. Còn nếu mà lỡ tôi đẩy đại ra mà đứt cái đầu mà chết á, thì tôi niệm Phật tôi hộ niệm cho giảng sanh nghe chưa. Chứ bây giờ nằm cái kiểu này nó đau đớn tới mồ, thà chết thì chết liền cái, chứ cái kiểu mà nó hành hạ từ từ cái này khổ dữ lắm. Thấy không? Ai mà muốn khổ gì đúng không? Thầy này là tôi giúp chứ tôi không có giết nghe chưa. Quy y xong hết niệm Phật cho nghe. Thấy không? Nên Đức lấy cái tay, Đức đẩy cái đầu ảnh một cái, văng anh ra, anh còn sống. Anh vừa còn sống xong, anh lấy hai cái chân anh đưa lên giùm. Giống như anh mừng cảm ơn mình quý vị. Ừ quý vị, đưa cánh lên. Không biết kêu cái tiếng gì. Cảm ơn quý vị. Gái cảm ơn. Thấy không? Bây giờ mình cảm nhận đi, nếu bản thân mình mà dính cái đầu vô một cái cây gì mà ta lỡ người ta cứu mình, cái lúc đó cảm ơn cỡ nào chưa? Hôm nay lỡ ông quy y cho mình, muốn nói chuyện cho mình nghe mà thả mình, cảm ơn cỡ nào chưa? Đó là cái tâm đại phóng sanh đó. Đại phóng sanh là vậy đó. Từ một cái nhỏ nhất, giờ nhà Đức bước vô nhà vệ sinh, thấy một con mũi nó té vô nhà vệ sinh, cái chỗ mà đi cầu xuống á. Bây giờ mình vội vàng mình lật đặt mình ẹt xuống cái, con mũi bị chìm ngúm chết queo rồi, tội nghiệp mũi. Nước gì kệ mũi, lấy cái tay vớt lên mũi, quy y cho mũi luôn. Xong để lên khô rồi mình mới ngồi xuống, mình giải quyết vấn đề sanh tử của mình. Thấy chưa? Đó là tôi hướng dẫn quý vị đó. Kiến đồ mà té nhà trên tôi vớt lên hết. Nó còn con lặng đi mua ghế ở cái chỗ cái tiệm bán ghế. Tờ mắt vệ sinh đi vô cái nhà cầu vệ sinh, bước vô một cái tàu thấy nó đi nguyên một bãi bự và bá, không dội. Mình bước vô một cái mà ông thầy hướng dẫn bao nhiêu con người ta tu đúng không quý vị, gặp trường hợp đó như người ta đóng cửa ta đi ra ngoài đi chỗ khác phải không. Nên bây giờ đây là nhân duyên tu phước của mình. Thì sao mà thùng nước là không có nước, tao là tao nhà vệ sinh vậy mà lại không xả nước. Bởi vì mình đi vô nhà vệ sinh mình thấy cái thùng không có nước, xả nước ra. Trong thời gian mình đi, mình xả nước để làm chi? Vô nhà vệ sinh mà cái thùng không có nước, vậy thì người ta sẽ dễ ở dơ. Mình xả nước cho người ta dội. Đó là mình đang bỏ công ra tu phước với người ta. Chuyện nhỏ đó mà phải làm mấy vị. Trời ơi, vô đó nguyên một đống phân bự chà bá, không có miếng nước nào. Xả thì gặp nước, cái giò nước chảy. Chảy tí tì. Chưa cỡ nào. Đóng cái nhà vệ sinh lại ngồi trong đó ngửi phân của người ta đâu 5 phút. Ngửi muốn chết luôn, khó chịu thì ghê luôn. Cuối cùng suy nghĩ, ngày xưa mình đã từng móc phân, mình kinh nghiệm, sao bây giờ mình quên ta. Chắc lâu quá không móc, mình thiếu kinh nghiệm. Hồi xưa những đứa cứ móc phân nó vô hôi, nó ban đầu khó chịu lắm quý vị. Cuối cùng những đứa nói bây giờ nếu mình khó chịu thì nó sẽ hôi nhiều, nên bản thân mình phải hít sâu. Chơi luôn quý vị, vô cái hầm phân, hít cho nó đầy phổi, mùi phân hết, cuối cùng giữa phân với mình là một, không còn nghe hôi nữa. Thật sự quý vị, không hôi luôn quý vị ơi. Ở trong cái hầm phân khỏi cần bịt khẩu trang luôn. Hít sâu, hít. Mình nói vậy bữa nay mình chờ đợi kiểu này cũng khó chịu quá, chơi luôn, hít phân người khác luôn, có sao đâu. Hít trầu, hít ba hơn. Tự nhiên sao nó không hôi nữa quý vị. Phổi nó đầy mùi ơi. Nó đặc biệt chưa thì thùng nước cũng vừa có nước đầy, dội cầu sạch sẽ hết. Chỉ đi tiểu thôi mà vô cũng bỏ một cái công sức không đơn giản. Nó đó là một phương pháp quý vị đó. Chứ nếu như bản thân mình bỏ đi, bản thân mình pha, mình không chịu trả nợ, mình nói nhiều đời nhiều kiếp mình đi mình không dội để ta dội, bây giờ mình vào mình dội lại cho người ta, thiếu nợ thì trả đi, than vãn làm gì. Mà cũng cái câu này mà nhiều bà cũng tào lao nữa nè. Cũng cái câu này mà nhiều bà tào lao. Cái bà kia bà nhắn tin mà hỏi, dạ thưa thầy, thầy nói thiếu nợ thì trả đi than vãn làm gì. Con có nhỏ bạn nó cũng nghe thầy giảng, mỗi lần thằng nào yêu là nó cứ cho. Nó nói thầy giảng thiếu nợ thì trả đi than vãn làm gì. Vậy con xin hỏi thầy có đúng hay không? Nó đúng cái đầu bà chứ đúng. Tàu là tàu. Cái câu trong Phật Pháp nó là trí tuệ để áp dụng vào văn tự. Bà thì bà ham muốn rồi, bà làm bộ, bà dựa lời của tôi. Mình làm tầm bậy.
mà có chồng rồi bây giờ người ta ra ngoài ai yêu rồi cũng cho đại cho càng, và có người yêu rồi bà bắt cá nhiều tay, bà nói thiếu nợ thì trả đi, than van làm gì, bà tào lao. Cái câu đó ta nói là trong cái hoàn cảnh nghèo nàn khổ đau không được than van mà phải sống cho tốt. Trong hoàn cảnh bệnh hoạn ta không còn thuốc trị, phải thành tâm niệm Phật mà trả nợ vui vẻ. Tự nhiên còn cái chuyện này nó yêu bà cho nó luôn mà nó trả nợ. Bà trả kiểu này chắc bà khoát cho khỏi ai dám học luôn. Tầm bậy tầm bạ. Thấy chưa quý vị, thấy không? Có nhiều người những cái câu đơn giản nhưng mà còn chưa hiểu kìa. Bởi vì cái câu đặt vào đúng vị trí thì nó phù hợp, mà cái câu đặt không đúng vị trí là sai. Nên Phật Pháp cần phải có trí tuệ. Nó quan trọng trí tuệ, thấy không? Đó. Nên quý vị biết rằng phải nhớ nghe Phật Pháp là áp dụng đúng nơi đúng chỗ nghe quý vị. Còn cái nơi nào mình phải dùng trí tuệ để quan sát tình lý viên dung rồi mình áp dụng, chứ không phải là văn tự dạy chỗ này rồi đem áp dụng tầm bậy. Phải đúng nơi đúng chỗ, đúng không? Nhịn đi. Có những chỗ mình phải mạnh mẽ, chứ đâu phải chỗ nào mình cũng nhịn. Có những chỗ mình mạnh mẽ mà vì người ta, còn có những chỗ mình nhịn là mình nhìn tình thế mình nhịn. Còn có những chỗ mình mạnh mẽ là mình phải mạnh mẽ. Nên một bên là Quan Âm, một bên là Thế Chí. Quan Âm là dịu dàng, Thế Chí là mạnh mẽ, đúng không? Tịnh Độ Tông hay Thiền Tông hay Mật Tông gì, sự thờ cúng cũng có giáo dục. Văn Thù Phổ Hiền cũng vậy. Quý vị thấy có vị cầm kiếm là gì sao? Mạnh mẽ. Trí tuệ là mạnh mẽ, quý vị thấy không? Nà, bên Tịnh Độ thì Quan Âm Thế Chí, bên Thiền Tông hoặc Mật Tông thì Phổ Hiền Văn Thù, hoặc là thêm có thờ Đa Văn Đệ Nhất là gì? Đệ tử của Đức Phật á. Đa Văn Đệ Nhất là Ngài A Nan. Nó có thờ vị đó nữa, người ta toàn là nền giáo dục không đó quý vị. Nên từ nơi đó chúng ta phải đem Phật Pháp áp dụng làm sao phù hợp. Chứ bản thân mình đừng có mà dại khờ, biết không? Bây giờ tự nhiên nhà mình là chủ nhà, bây giờ cái thằng tự nhiên nó nhào vô nó kiếm chuyện trong gia đình mình. Nhịn nó đi. Vậy thì mình thua luôn. Mình là chủ một công ty, mình có chuyện gì mình phải đứng ra mình giải quyết cho nhịn ai. Mình xử lý vấn đề này là không phải giết người ta, mà là mình giải quyết vấn đề này cho xong chuyện, để cho bao nhiêu con người sau lưng mình được sống. Đó là trí tuệ. Chứ đâu phải tự nhiên mình nhịn tầm bậy tầm bạ, còn mình đi làm thuê làm mướn cho người ta. Đã làm thuê làm mướn cho người ta là dưới quyền người ta thì mình nhịn là đúng rồi. Nhưng mà làm thuê làm mướn mình cự với người ta, mình làm sao mình tồn tại? Mình nói nhịn. Mình làm chủ người ta. Làm chủ làm gì tao nhịn mày? Tao làm chủ mày mà nhịn mày gì? Làm chủ mày, tao quyết định cho mày để mày được tốt hay xấu là do tao quyết định, là tao phải chỉ dạy mày đàng hoàng. Chứ mày đi làm công cho tao mà mày hung bạo mày dữ dằn với tao, mày kêu tao nhịn mày vì học Phật có trở thành con người nhu nhược tầm bậy. Nên khi Đức Phật còn tại thế mà vua A Xà Thế lúc đó mà ổng học Phật rồi, tự nhiên quý vị biết rằng là ai mà học Phật là ổng giúp đỡ hết chứ. Cuối cùng nó nổi loạn lên cướp giật quá trời luôn. Lỡ hỏi Đức Phật bây giờ, ngày xưa thì dùng vũ lực để giải quyết vấn đề này, còn bây giờ thì biết tu rồi, bây giờ phải làm sao Đức Phật? Đức Phật nói vị trí nào dùng cái tâm mà đến cái vị trí này. À, vị trí nào dùng cái tâm đến vị trí này. Có cái anh đó, ảnh chuyên làm nghề mà bắt người ở bên nước ngoài, bắt người quá trời luôn. Anh nói bắt người và đem đi xử bắn cũng nhiều lắm trong đời của anh. Khi anh nghe những Đức giảng, anh nhắn một nguồn tin, anh hỏi con phải làm sao, cái nghề này con phải làm sao. Nè, tự mà hiểu đi, vị trí nào phải làm đúng lương tâm của vị trí nấy, đừng có ép bức người ta, hãy đi đúng pháp luật đàng hoàng, có tình nghĩa, tình lý viên dung. Phật Pháp nó rất là hay, chứ đâu phải là bỏ vị trí quý vị, đúng không? Những Đức đi tu chứ ai mà vô chùa lạng quạng ăn hiếp với bà già đi. Bay vô quýnh với bà già thử coi. Bay vô tôi ngắt nó lại. Để chơi hả? Tại vì sao ăn hiếp với bà già? Mà người dưới tay mình mà bây giờ người ta theo mình. Mày để cho người ta bị quýnh te tôi, giờ mấy cô trong chùa nó theo mình. Không lẽ bây giờ mình để nó bị người ta đánh mình, đứng mình nhìn mình. Ai vậy đạo Phật. Nó bị đánh trước nhất là bây giờ, nó bị đánh bầm mặt bầm mày sưng mỏ chứ.
thì nó nói mình theo thầy này bị quýnh, không có làm được cái trò chứ, vì ai dám theo mình, đúng không? Nó sao bây giờ mình tu rồi, thằng nào ba vô đánh mấy cô mình nói mày đánh tao nè. Mà tao nói cho mày biết, mày nếu mày đánh tao thì tao không đủ sức thuyết pháp. Mà tao không đủ sức thuyết pháp thì nhiều người không được nghe. Mà nhiều người không được nghe thì nhiều người bị ế. Từ nơi đó mày không được đánh tao. Nếu như tao không làm gì hết thì mày đánh tao, tao chịu. Nhưng bây giờ tao còn làm rất nhiều việc nên mày không được đánh tao. Nếu mày đánh tao sẽ có người đánh mày. Xanh mặt xanh mày liền. Thấy chưa? Nhào mày đánh tao thử coi, ông thằng đen thui thù lùi bục mày liền đó, chừng đó chuyện dẫn chơi nghe con. Tại vì tao còn làm nhiều chuyện, hiểu không quý vị? Đó, đâu phải mình để cho tao đánh tầm bảy tầm bả. Khi nhìn phải đúng nơi đúng chỗ, áp dụng Phật pháp phải phù hợp, có trí tuệ. Vì nghe dịu như thấy tình lý biên dung chưa? Đúng không? Thí dụ như vậy, ăn trộm ăn cắp đồ nhà mình, cá nhân mình tin nhân quả, tha mày đó, im im tha mày. Nhưng ăn trộm ăn cắp đồ mà trước mặt bao nhiêu con người thì giao cho pháp luật, tại vì đó là dính vô pháp luật. Nếu bản thân của mình ti tiện cá nhân, bản thân mình sẽ dính vào cái chuyện đồng lõa hay sao, hiểu quý vị? Còn nếu cá nhân mình thấy tha được thì tha đi, im tha. Còn nếu dính vô pháp luật, để pháp luật xử lý. Bản thân mình đừng có ra tay vì chuyện này không phải là phạm vi của mình. Phật pháp thấy hay chưa? Quá hay luôn. Nên mới nói là bạn phải có trí tuệ để áp dụng Phật pháp trong mọi lúc mọi nơi, chứ nó không phải là chết văn tự. Người ta học Phật người ta bị thất bại, người ta sai là ngay chỗ chết văn tự. Chết văn tự là chấp văn tự rồi đặt chết luôn. Nó, cái từ bi nó phải có cái trí tuệ quý vị ơi. Cái từ bi nó có cái trí tuệ. Như cái ông này ông học Phật rồi, từ khi ông học Phật tới giờ vợ quýnh ông tá lả âm binh, quýnh quá trời quýnh ông luôn. Ông lỡ ông gặp như đứa ông khóc. Ông nói bây giờ từ khi học Phật tới giờ, vợ con nó nói con ăn chay trường niệm Phật cầu sanh cực lạc, bây giờ nó ăn hiếp con quá trời ăn hiếp luôn. Nói ngày xưa ông không học Phật nó có ăn hiếp không? Không. Ngày xưa con đi nhậu nó rất sợ con, bây giờ từ khi con học Phật tới giờ nó không sợ con. Đây cũng là một cái cách nghiệp lực khảo đảo. Ghê quá. Vậy thì làm sao cân bằng lại? Là sao thầy? Có những lúc niệm Phật, nhưng có những lúc cũng như cái thằng uống rượu ngày xưa. Cân bằng lại. Tại sao? Anh không có nghĩ gì anh, xong nói với nó gì nè, em anh đã đi tu rồi, cái gì anh cũng nhìn được. Anh nhìn anh nhìn được em tất cả, cái gì anh cũng nhìn được hết. Nhưng mà bây giờ anh là người học Phật nè, mà anh nhìn em như vậy thì bao nhiêu người xung quanh chòm sớm này nói anh hèn. Vậy thì không có thằng nào học Phật theo anh. Nên anh vì chúng sanh mà hôm nay anh xử em nè. Đúng không? Giải thích cho nó nghe. Còn mình là người phụ nữ thì sao? Chồng mình dữ dằn, mình nhịn chồng không ai cười mình chứ. Mình là người phụ nữ. Còn mình đàn ông, đàn ông như đắng mài râu, đầu đội trời chân đạp cỏ. Chúng ta phải có một cái gì đáng mặt đàn ông chứ. Tự nhiên học Phật tới giờ, tự nhiên bây giờ đè đầu cỡ cổ quýnh tối ngày. Vậy ai dám học Phật theo mình? Không lẽ ông thầy dạy mình hèn mọn, nhu nhược, bậy quá. Hiểu chưa? Nó niệm Phật là tu tin nhân quả, nhưng em cũng phải tin nhân quả nghe. Nào, vậy thì mới đúng, đúng quý vị. Mang cái thân ở cái cõi đời này là nhiều cái điểm khổ nó tiến tới. Quý vị coi bây giờ, khi chúng ta ở trong bụng mẹ thôi, cái cảm giác đó mình thấy khổ cỡ nào, nằm ở trong. Trong kinh Phật nói rằng, mẹ mà uống ly nước nóng thì giống như địa ngục bát nhiệt. Mẹ mà uống một ly nước lạnh thì giống như địa ngục hàn băng. Rồi mỗi ngày ăn uống phân tiểu, mình nằm lợn cợn bên trong á, mình sống trong á, thấy không? Nên 9 tháng 10 ngày á, mình nằm trong đó nó thê thảm quá. Quên sạch nhách hết những cái đời trước của mình là ai là ai. Khi sanh ra cái hòa khóc lên. Vì sao? Vì quá thê thảm nằm bên trong mà không có
kêu ghéo gì, ai mà hiểu cho được. Thì cái sanh ra khóc thê thảm. Cái nhân tố mà đã khởi đầu nó đã khóc rồi, mà cái nhân khổ mà làm sao cái quả không khổ. Thì cõi đời này bị thấy đa phần không, nhân khổ quả khổ, nhân khổ quả khổ. Có người sanh ra là khóc, mà cả đời đa phần khóc. Cười có được bao nhiêu thời gian đâu. Nó từ nhỏ lớn lên từ từ, khi bắt đầu chuẩn bị yêu thương là đã khổ. Chuẩn bị yêu thì nó gạo gực nó vui. Ai đã từng yêu biết liền cho nó gạo gực trời. Đồ đạc rồi chà dép, chà dài, chà chân, cắt móng tay, đánh răng, sửa soạn mặt mày, tóc tai. Đứa nó từng yêu nó kinh lắm. Nó ăn diện đầu. Chuốt đầu này, nó chuốt đầu kia, đang yêu mà. Tối ngày nó chạy ra, chạy vô, nó soi gương. Chét cái này, chét cái kia lên mặt, lên miệng. Còn trai thì thịt dầu thơm, chảy đầu bóng ngờ. Đang yêu nó làm chuyện đủ chuyện hết trơn á, gạo gực nó, nên kinh khủng lắm đó. Rồi bắt đầu khi yêu được rồi thì bắt đầu nó chuẩn bị lo cho một tương lai. Khi mình yêu một người chân thật, mình chuẩn bị tương lai. Mà đã chuẩn bị tương lai thì còng lưng mà làm để cưới vợ. Yêu người ta phải cưới người ta, phải còng lưng mà làm để cưới, thấy không? Khi cưới rồi thì chuẩn bị cho một gia đình, bước đến một gia đình và có con cái rồi lo. Rồi bắt đầu là bắt tay vô lo đó. Lúc đó bắt đầu là mình lo cho tương lai cho con. Nghĩa là cuộc đời mình thì là sự nghiệp, nhưng mà thật sự lo cho tương lai cho con. Rồi bản thân mình bắt chấp nhiều thủ đoạn, nếu mình không nghe đạo, bắt đầu mình tạo nghiệp vì con mình. Các vị thấy không? Rồi nó cứ như vậy mà lao hoài. Con lớn lên bắt đầu chuẩn bị cưới vợ gả chồng cho con. Con còn nhỏ thì tự nhiên cha mẹ con cứ là đeo theo bên cạnh, thấy nó hạnh phúc. Nhưng con lớn, càng lớn thì cái sự cách xa con với cha mẹ xa ra. Con mình nó cách xa mà nó không muốn đến gần mình. Vì mà nó đến gần mình thường nói những cái điều bảo vệ nó, thì nó nói đó là sự ràng buộc. Mình nói những cái điều mà bảo vệ, giúp đỡ, nó cho rằng là ràng buộc. Còn những người mở cửa ra cho nó bước ra sự hư hỏng thì nó cho đó là sự tự tại, thoải mái. Nên nó lao theo những cái bạn bè xấu nó chơi. Nó nói đó là cái điều người ta cho nó niềm vui. Còn cha mẹ mình thì ràng buộc mình, vì nó cảm giác nó đủ lông đủ cánh, nó xa cha mẹ. Nhưng khi nó còn nhỏ thì nó luôn luôn nương vào cái tầm tay của cha mẹ. Cha mẹ chỉ cần buông ra là khóc hòa lên, sợ cha mẹ bỏ nó. Nhưng mà con càng lớn thì nó càng cách xa cha mẹ. Và đến khi lập gia đình trai hoặc gái thì có khi sanh được hai thằng con trai hoặc một thằng con trai ở nhà dễ thương, ngoan, dễ sợ. Mà khi cưới vợ cho nó, bắt đầu nó nghe lời vợ. Nó nghe lời vợ, nó vợ nói này nói kia, nó nghe lời. Nó nghe lời vợ, nó vì vợ nó cho nó niềm vui. Còn lúc đó cha mẹ không có cho nó được niềm vui, xác thực nó không thấy. Cha mẹ âm thầm hy sinh, nó không nhìn ra. Còn con vợ cho nó một nụ hôn, cho nó ôm ấp, thì nó nghe lời vợ. Vợ cho ôm cái, vợ nói này phải nghe lời nghe. Này phải nghe nghe không? Không nghe tao xúc một đá văng ra khỏi cái mùng này. nó ghê lắm chứ không phải chuyện đơn giản. Hiểu chưa? Nhiều đứa chứ không phải là đứa nào cũng vậy. Nhiều đứa nó hiền hậu người ta cũng có gì. Nhưng mà nhiều đứa nó ghê gớm lắm. Nó nói phải lo cho mình nha, thì mình cho thương. Không lo cho mình là mình quýnh chết. Nó đừng có chạy qua cha mẹ hoài nghe không. Mà thêm cả người làm mẹ, con trai của mình mà mến tay mến chân. Bây giờ nó cứ bo bo theo con vợ mà nó chớ hề ngó ngàng đến mình. Mà cả người làm mẹ cũng cảm thấy
Nếu không biết tu bị ganh tị. Thằng nó mắc dạy. Mày lúc còn nhỏ ai bồng bế mày, ai tắm rửa, ai kỳ mình cho mày. Mà bây giờ mày lo cho con vợ, mày chỉ biết vợ một, vợ hai, vợ ba là vợ. Còn tao mày để ở đâu? Nó cả người làm mẹ thường với con dâu đụng độ là vì sao? Vì thằng con trai nó nghiêng về vợ nhiều quá. Còn nếu như người làm mẹ mà biết tu thì nó thôi, sanh con nuôi nó khôn lớn thôi. Còn cái chuyện của con mà nó nghĩ tới mình thì nghĩ, không nghĩ tới mình thì thôi. Chỉ mong nó sống tốt là được rồi, mà nó có quan tâm điều đó làm chi? Là vì giác ngộ, hiểu không? Chứ không có giác ngộ nó bực tức nó chửi đứa con dâu. Rồi hai người là mẹ chồng nàng dâu cự lộn hoài. Thì thằng con trai ở chứ giữa nó phải nghiêng về ai? Nó nghiêng về vợ. Ít có thằng con trai nào nghiêng về cha mẹ lắm. Mà nghiêng về vợ là đa phần nhiều. 10 phần nó nghiêng về vợ hết 7-8 phần rồi. Nó còn có 1-2 phần là nó nghiêng về cha mẹ là nó hiểu đạo dữ lắm. Mà mình đừng có nghiêng về bên nào, mà mình nên cân bằng để mình duy trì được hạnh phúc. Đó là một bên là mình phải dạy vợ mình. Mình ngọt ngào, mình lo lắng, mình nói cho nó nghe. Trong cái nói nó nghe mình phải hăm dọa nó nữa. Đàn bà mình hăm dọa nó mới sợ. Chứ không có giỡn đâu. Mình nói nó rằng cha mẹ tôi sinh tôi ra nuôi tôi khôn lớn. Nếu em nói những điều mà làm cho tôi lỗi đạo làm con thì bổn phận làm dâu như em lỗi đạo. Em có cái nhân cách của một người con dâu đàng hoàng. Em phải nhớ. Nếu mà em giữ uy tín cho tôi thì em đừng có kêu tôi làm những điều mà không phải với cha mẹ tôi. Cái đó mới là đúng. Đúng không? Nên tôi là thằng đàn ông biết chuyện, biết lo làm ăn. Em mà mắc tôi đố em kiếm được cái thằng nào như tôi. Nhưng tôi mắc em, tôi sẽ kiếm được người phụ nữ khác. Vì tôi tự tin nhiều người phụ nữ đang săn đón tôi. Đúng không? Vừa dạy mà vừa phải là nghiêm khắc và vừa hăm dọa. Phụ nữ nó sợ quý vị. Mình không phải hăm dọa mình làm gì người ta, mà mình ta nó sợ. Sợ từ đó vì sao biết thăng phạm. Rồi đó, cái phần đó mình dạy rồi. Rồi bên mẹ mình thì mình phải nỉ nê, mình nói cho mẹ mình nghe. Nó vợ con nó ở nhà nó cũng không có hiểu nhiều. Từ nơi đó có những cái nó lỗi đạo làm dâu. Nó có gì con dạy là từ từ, mẹ có gì cũng thương. Nó để nó thấy nó được thương yêu. Rồi từ nơi đó mà nó quý mến mẹ, lúc đó thì nó mới có cái đạo làm dâu đối với mẹ. Cân bằng hai bên, tại vì đấy hai bà đàn bà trong cuộc đời mình không à. Một người đàn bà là cuộc đời mình từ bà sanh ra, và bước chân đầu tiên từ bà dẫn mình, và lời nói đầu tiên chính bà đã dạy mình. Và người thứ hai là vợ của mình trong cuộc đời của mình, là hai người đàn bà đó quan trọng nhất. Nếu mình không cân bằng ra, bản thân mình sẽ lỗi đạo. Cái nhân cái quả đó, mẹ thường thương thằng con trai dữ lắm. Còn người cha thường thương đứa con gái nhiều dữ lắm. Cái nhân cái quả nó vậy đó, nên mình phải cân bằng dữ lắm quý vị trong cuộc sống. Nên bao nhiêu cái phương diện khổ đau nó tiến đến cái cuộc đời của người chúng ta. Khi bắt tay vào cái sự nghiệp của cuộc đời là bắt đầu là bao nhiêu cái khổ dồn dập đến. Bao nhiêu cái lo âu nặng nề, nặng gánh trên vai. Mà không biết chừng nào mới giải quyết được vấn đề này, có nghĩa là cả cuộc đời của người. Nên quý vị biết rằng là phương pháp nào hóa giải được khổ đau cùng cực. Ở cái cõi này khổ đau cùng là nó nghĩa là cùng cực, là đến cái mức khổ đau mà gọi là không có lối thoát. Nếu mấy cái người mà không biết nghe đạo, không biết tu, không có phương pháp cởi mở tâm tư, nó khổ đau đến mức cùng cực. Khổ đau này chưa giải quyết xong, khổ đau kia tiến tới. Nó dập quý vị. Có những gia đình nó khổ đau đến mức mà nó dập quý vị đến mức mà quý vị đơ luôn, hết biết gì. Tại vì sao? Nhà đã nghèo rồi bây giờ mang bệnh ung thư. Bệnh ung thư vừa chưa xong mà tự nhiên nghe tin chồng bị bệnh phổi. Bệnh phổi chưa xong nữa, đứa con bị xe đụng. Vì thấy cái khổ đau đến mức không tưởng tượng được chưa? Không biết lối thoát nào luôn. Nó nên cái lối thoát cho Bảo Pháp dạy quý vị nó cực kỳ hay luôn. Mà người mà bình thường không có nhân duyên thì không tiếp nhận nổi. Thật sự luôn. Cái lối thoát đó là ngay cái chỗ gì quý vị biết không? Ung thư, nằm đó đi. Bệnh phổi, tìm ho đi. Gãy chân, gãy cẳng thì băng bó.
Tự nhiên tâm mỗi người an định lại đi, tự mọi việc sẽ qua. Còn nếu như còn một người vẽ mà bận tâm nặng nề, nội tâm ăn không ngon ngủ không yên, quý vị sẽ bệnh thêm người thứ tư. Tiêu rồi đó, người thứ tư bệnh luôn rồi. Còn trước nhất bản thân chúng ta phải tỉnh táo thì nó mới hóa giải được. Nó nên cái khổ đau trong cuộc đời này nhiều phương diện lắm. Mà cái phương diện khổ đau á, dưới con người bình thường thì cho rằng người khác đem lại cho mình, hoặc là số phận bất công đối với mình. Nhưng nếu một con người nghe đạo thì cái phương diện khổ đau đến với mình do bản thân mình có tiếp nó hay không tiếp. Còn cái khổ đau đến với mình hiểu nhân quả, chính mình đã tạo nhân thì gặt quả, chứ không có trách số phận của cuộc đời hay là trách ai hết. Thì tự nhiên những ngày tháng bị sống nó cũng rất là đặc biệt. Thí dụ như bây giờ đi, một cô gái này thương một chàng trai này thiệt là thương, hết lòng hết dạ, trao chọn cả trái chim. Vì coi quá thương rồi. Nhưng cuối cùng chàng trai này lại phụ bỏ tình cô này đi tìm thằng khác. Thì cô này bây giờ buồn chán quá, bây giờ cái gì cũng đem trao hết trơn rồi. Trái tim cũng trao luôn, thân thể trao luôn, đồ đạc trao hết, cái gì cũng trao. Cuối cùng thì cô gái này thấy mình không còn cái gì nữa cả. Thật sự mà nói, nếu nhìn ra thì vẫn còn y nguyên. Tại sao mình lại nói mình không còn cái gì tất cả? Sao mình vô duyên, mình nghĩ kỳ cục cái chợ? Thì lúc mình thương yêu người ta thì bản thân mình tin tưởng người ta, mình trao chọn trái tim cho người ta. Thấy không? Trái tim là sự yêu thương mình dành hết cho người ta, chứ trái tim thì thật sự nó trong bụng mình, chứ trao cho ai? Còn cái gì thì nó vẫn còn y nguyên vậy thôi. Hiểu không quý vị? Mất mát gì đâu. Nhưng mà bản thân mình khổ đau là do bản thân mình thấy rằng mình tuyệt vọng. Mình đặt lòng tin mà mình cảm thấy mình quá tin tưởng người này, mà bây giờ mình tuyệt vọng với người này. Nên tuyệt vọng đến mức mà mình tiếc đường. Mình thấy rằng là trong cái cuộc đời này không có người nào mà được như người này, mà bản thân mình đặt lòng tin vậy mà cuối cùng còn bị phụ bỏ. Thì trong cuộc đời này mình còn tin ai? Nên nó tuyệt vọng, nên tuyệt đường. Nếu như mình học Phật là nó có hy vọng liền. Tại vì sao? Vì mình vẫn còn tồn tại, là mình còn cơ hội à. Đúng không? Thì một lần yêu thương, một lần bị bỏ rơi là một lần kinh nghiệm trong cuộc đời. Lần sau mình có yêu thương nữa thì bản thân mình không đến nỗi phải trao chọn trái chim. Đúng không? Vì chúng ta có cái năng lực nhìn nhận, nên chúng ta lần sau chúng ta không đến nỗi vấp ngã quý vị. Nó, vậy thì trong cuộc đời quý vị sẽ tạo dựng được những cái kinh nghiệm trong cuộc đời khi bị vấp ngã. Đó là cái bài học nó rất là đáng giá. Nên có những người họ bị phụ tình này kia rồi họ lại muốn kết liễu cuộc đời tự tử. Có một cô hôm qua nhà Đức gặp, cô nói là con buồn quá, bây giờ con dự định là con tự tử đó thầy. Xong nhà Đức nói thì cô cứ đi tự tử. Đã là muốn đi tự tử rồi đi đến gặp tôi hỏi làm gì? Muốn tự tử mà sợ chết. Là ở đây còn nói này nói kia, có nghĩa là cô muốn sống chứ chưa phải thật sự muốn tự tử. Chứ nếu như cô muốn tự tử thì cô hãy đi chết đi, cho qua đời đi, sống chi cho uổng cơm chặt đất. Bà nghe một cái bà tức. Nghĩa là bà vừa tức, nhưng Đức nói cô tức có nghĩa là cô còn muốn sống. Nếu như cái người thật sự muốn chết thì không còn cái gì mà buồn tức nữa chứ, chỉ có mục tiêu là chết thôi, đúng không? Nhưng mà nhà Đức hỏi cô nè, ai tạo cho cô cái bản thân này cô đến với cái cuộc đời này? Mẹ cô mang cô 9 tháng 10 ngày trong bụng, khổ vô cùng. Rồi cha cô lam lũ cực khổ nuôi cô không lớn. Bây giờ một mối tình nói dài ba lời ngọt dịu với cô là đặt cả tấm lòng dành cho người ta. Cô có bao giờ đem cái trái tim của cô đặt cho cha mẹ của cô bằng người yêu cô không? Mà bây giờ nó bỏ cô thì cô muốn đi tự tử thì cha mẹ cô đau khổ cỡ nào? Còn nó thì đi cưới vợ khác, nó đi kiếm con khác, chứ nó đâu phải nó nhớ cô đâu. Cô chết là xong, nhưng mà để lại cái sự đau khổ cho cha mẹ cô, và cái trách nhiệm làm con của cô cũng chưa tròn chữ hiếu. Còn đối với người tình của cô thì nó có người yêu khác giỏi lắm trong cuộc đời, nó lâu lâu kể câu chuyện.
Nhỏ đó ngày xưa nó đến với tao, nó là một người con gái, nó trao chọn cho tao hết. Sau này khi không còn duyên nữa, nó buồn quá, nó tự tử nó chết. Chỉ kể lại những cái dư âm đó thôi. Còn cuộc đời mình đi đọ lạc mất tiêu, dạy khờn chi dữ gì, hả, đực và cái. Nói hai dạng người luôn quý vị. Đực cũng có thất tình mà cái cũng thất tình. Tại vì con người mình nó quá hẹp hòi nên chỉ có một mối tình, nên cuối cùng mình bị thất nghiệp. Những đức nói với vị nghe, trong cuộc đời mình, bản thân mình là người sống trong cuộc đời này mà thất tình và thất nghiệp là không biết tại ai. Tại mình. Mình mà con người mà chịu mà sống cho đặc biệt ấy, ai cũng muốn cần mình làm việc cho người ta, chứ đừng nói thất nghiệp. Mình phải sao kìa mới thất nghiệp, đúng không? Nó, rồi mình sao mà thất tình, làm gì có chuyện thất tình. Cái trái tim của mình bao la vạn trượng, dù có một tình yêu nào đi chăng nữa thì trái tim của mình cũng đặt rất là nhiều người mình quý mến thương yêu. Tình yêu thì nó có nhiều loại tình yêu, tình thương nó có nhiều loại tình thương. Có những tình thương tình yêu nó chỉ đặt vào một người và nó thu phục một người đó, nên đã thu phục không được thì mình mang lấy sự khổ đau, thất vọng, tuyệt vọng. Còn nếu như cái trái tim của mình đem đặt cho nhiều người mình thương yêu quý mến bằng một cái tâm tình thương mến thương thì làm gì có chuyện thất tình, đúng không? Cái cuộc sống này còn bao nhiêu việc mình phải làm nữa mà đi tự tử. Như Đức nói, cô đi chết đi. Chết đi. Xong nói xong hết trơn, cô nói, con nghe thầy nói con hiểu, con ngu gì chết. Ngu gì chết thì phải sống. Sống cho đặc biệt để cho cái thằng bỏ cô nó cảm thấy rằng nó tiếc nuối. Vì bỏ con nhỏ này là mình thiệt thòi. Và bản thân mình đúng rõ ràng là người không có phước để có được nàng. Hiểu không? Quý vị thấy vậy chưa? Kỹ lưỡng từng ly từng tí. Bây giờ cuối cùng là chúng ta chỉ có về Cực Lạc thôi mới ngon quý vị ơi. Đúng không? Chỉ có về Cực Lạc là bình yên nhất à. Ở đây là vô diễn văn tự vậy thôi, nhưng mà quan trọng là phải niệm Phật về Cực Lạc cái mấy chị. Ồ, ai đây muốn về vãng sanh đưa tay coi. Muốn vãng sanh thì đừng có buồn, ai để trong tâm nghe. Không muốn buồn thì buồn đi. Hiểu không? Đợt này mới về Cực Lạc cái quý vị. Gặp được cái cơ hội này mà không vãng sanh là thôi uổng đó. Phí một đời đi qua uổng lắm. Nghe không? Thôi chúc quý vị an lạc nha. Ai vô đây rồi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh tỉnh độ. Chúng ta mỗi tuần thứ bảy phá tu ở chùa mới, càng ngày quý Phật tử về đây tu tập cũng đông. Cái công đức của đại chúng khi mình hội chúng mình tu gì, từ nghe pháp niệm Phật cũng đi thực phóng sanh. Vì nhớ là mình về đây tu vừa bản thân mình an lạc, mà chính bản thân mình an lạc nên về cái mặt tâm linh tự nhiên nó phát triển tốt từ nội tâm của mình. Mà cái mặt tâm linh nó phát triển tốt là gọi là những cái nghiệp chướng hay quán thân trái chủ, sự trở ngại, nó từ từ nó hóa giải bớt đi. Từ cái tâm mới về, nhớ nha. Nên mỗi tuần mình về đây tu, cái công đức phước duyên nó rất là lớn. Rồi được cuối cùng mà phóng sanh cũng đi thực nữa. Nên mỗi tuần quý vị sắp xếp được về chùa mình tu tập. Có rất là nhiều người nói rằng là mỗi tuần thứ bảy chủ nhật người ta về đây người ta tu tập, giống như tích tụ được một cái nguồn năng lượng đầy đủ cho người ta trong một tuần làm việc rất là tốt. Tại vì lây quay cái tới tuần à, nhà Đức thấy mau ghê. Lây quay cái thứ bảy chủ nhật, lây quay thứ bảy chủ nhật. Tại vì khi mình vui thời gian nó qua mau lắm quý vị. Giống như mỗi tuần mình được đi đến đây. Còn nếu như mà bây giờ bù đầu bù cổ mà tới tuần cũng không được đi đâu để mà có niềm vui chứ, thì tự nhiên bản thân của mình thấy sao nó làm hoài, giết chán quá, thành tiêu cực, thấy không?
Nên cái công đức này rất là lớn, chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cầu an trên là Hòa Thượng Viện Chủ và toàn thể đại chúng và tất cả chúng sanh tặng hư không có pháp giới và tất cả những người ghi giấy cầu an ở đây và những người chúng ta muốn cầu an như người thân của mình, thân tâm thường an lạc, nguyện cho họ tiếp nhận được Phật Pháp, biết tu hành hướng đến giải thoát. Và chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cầu siêu cho cụ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ anh chị em của chúng ta trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, chiến sĩ chẳng vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn, ngạ quỷ hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, và tất cả những người chết oan chết ức chết chưa được siêu thoát trong trận dịch bệnh Covid khắp nơi trên toàn thế giới. Chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả chư hương linh, nguyện tất cả chư vị thần thức sáng suốt tỉnh táo, biết nương vào bổ nguyện niệm Phật, vì Đức Phật A Di Đà đã có lời nguyện, chỉ cần một chúng sanh nào nghe danh hiệu A Di Đà Phật, phát tâm niệm Phật và buông cái tâm hận thù đòi nợ, thì Đức Phật A Di Đà sẽ tiếp dẫn chúng sanh đã về Tây Phương Cực Lạc, nhất là chư hương linh. Chúng ta không còn cái thân tứ đại như người còn sống ở đây, nên chỉ cần quý vị buông cái tâm hận thù đòi nợ mà niệm Phật là Phật A Di Đà ngài phóng quang tiếp dẫn quý vị về Cực Lạc. Về Cực Lạc chúng ta được cái thân 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, thân sắc vàng ròng, không già không bệnh không chết, luôn luôn vui vẻ an lạc tự tại, và chúng ta có đủ năng lực để trở lại cõi ta bà hay một cái quốc độ nào để độ những người có duyên với chúng ta. Đó là cái bổ nguyện Di Đà rất thù thắng. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tự chúng ngã kim tí như cung, tự thực biến thập phương nhất tiết Phật tự công, nguyện dị tự công đức vô cập nhân tiết, ngã đặng dư Phật tự giai cộng thành Phật đạo. Như đặng ngũ thịnh chung ngã kim tí như cung, nhất tiết hộ tình công, nguyện dị tự công đức vô cập nhân tiết, ngà đặng dư hữu tình giai cộng thành Phật đạo. Như đặng cô hồn chung ngã kim tí như cung, thử thực biến thập phương nhất tiết cô hồn cầu, nguyện dị tự công đức vô cập nhân tiết, ngà đặng dư cô hồn giai cộng thành Phật đạo. Án một lục lăng ta bà ha, án một lục lăng ta bà ha, án nga nga nắng tam bà hạ việt nhật ra hồng, án nga nga nắng tam bà và việt nhật ra hồng, và việt nhật ca ra hồng. Gia trì chú thực diệu già đà, biến thiệu thành đá giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, nam mô xá sanh tham Bồ Tát, nam mô xá sanh tham Bồ Tát Ma Tát. Gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đá giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đá giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đá giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, nam mô xá sanh tham Bồ Tát, nam mô xá sanh tham Bồ Tát Ma Tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chẳng vong, đồng bào tử nạn ơi, thầm nhị loại cô hồn ơi, hữu vị vô danh vô vị ơi, thai nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vãng sanh, cuối sinh đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đà Phật, A Di 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 Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Chúng ta lợi chùa lúc nào chương trình xong cũng có cái lễ phóng sanh. Cái lễ phóng sanh này nó giúp cho mình trưởng dưỡng lòng từ lắm quý vị. Có nhiều người đến chùa chúng ta mà tự nhiên từ từ họ ăn chay trường, tự nhiên gấp miếng thịt lên ăn được. Tại vì sao? Vì tự nhiên phát cái lòng từ lên. Mình hiểu rằng định luật nhân quả, tứ sanh phụ mẫu. Tự nhiên bây giờ mình giống mình gấp miếng thịt lên mình ăn, giống ăn thịt của cha mẹ mình. Thì cha mẹ mình cũng tạo nghiệp khi chết đi đọa làm súc sanh. Bây giờ mình gấp thịt mình ăn là ăn thịt cha mẹ mình. Phật nói không phải những đức nói đâu nghe quý vị. Nên cái lễ phóng sanh này giúp chúng ta trưởng dưỡng lòng từ. Nên những người ung thư, bệnh này bệnh kia, gia đình lộn xộn lu bu, trong nhà quý vị mà không còn sát sanh nữa, từ từ nhà quý vị bình yên. Thì coi ngôi chùa người ta 2.000 người mà có thể sống được cảm thấy bình yên. Tuyệt vời là nó, cái công đức phóng sanh ăn chay này nó hay. Nhưng mà quý vị biết tròn vẹn hết trơn thì nó không được. Nhưng mà nó gì là nó quá bình yên rồi đó. Nhà mình có 2-3 người thôi mà lộn xộn là sát sanh. Có nhiều người ta hỏi địa ngục ở đâu? Trong nhà bạn. Bạn chặt đầu con cá, bạn lột da, bạn bầm. Thì bạn chặt sao thì nó chặt bạn gì? Bạn bầm sao nó bầm bạn gì? Bạn chiên sao nó chiên bạn gì? Bây giờ con cá lóc bạn lấy cái cây tre bạn chọt ngang cái bụng nó, bạn nướng gì đi. Bạn chết bạn bị chọt ngang cái bụng lại vậy thôi. Nhân quả tương đồng. Đó nên địa ngục ở đâu? Trong nhà bếp. Sát sanh. Nhà mình mà dừng cái việc sát sanh là gia đình quý vị từ từ sẽ bình yên liền. Tự nhiên cái người ăn chay trường tâm tính nó hiền lại, ít sân si hơn lúc ăn mặn, thấy không? Nó nên cái phóng sanh nó trưởng dưỡng lòng từ dữ lắm quý vị. Nó thí dụ như bây giờ chùa mình có nhiều người hỏi thầy ơi, bây giờ chim này đồ này đặt sẵn gì nè, phóng sanh nó có đúng pháp không thầy? Những đức nó không có đúng pháp, nhưng nó hợp pháp. Hợp pháp là mua chim phóng sanh có ai bắt mình đâu, hợp pháp thế gian. Thêm cái nữa là khi phóng sanh gì nó giúp cho người ta trưởng dưỡng lòng từ. Thấy chim bay người ta trưởng dưỡng lòng từ quý vị. Nhưng mà ngộ tay phóng sanh cũng là phóng sanh, mà thử mà mua 2 cái thau cá để đây đi, khi vỗ tay niệm Phật mà không thấy con cá nào bay buồn. Nên không phù hợp vào căn tính chúng sanh. Nên phải đặt chim trước. Thì đặt chim trước mà ta bắt chim thì mấy con chim con phải, hoặc là nó bị đẻ là mẹ cha nó bị bắt, thì chim con mà không ai nuôi chim con chết, trứng chim không có chim mẹ ấp cũng si cà que luôn, không đẻ được, đúng không? Không nở được đó. Nên khi mà phóng sanh mà đặt trước gì nè, nó không có đúng pháp phóng sanh. Nó rõ ràng là gì đó nghe, tôi nói tôi làm tôi nói rõ ràng đó. Nên quý vị khi mà phóng sanh đó là bất chợt, quý vị bất chợt quý vị thấy tự nhiên người ta bán chim lợi mua, không phải đặt, là đúng pháp, thấy không? Đúng pháp mà trong giây phút đó hợp pháp luôn. Rồi đi ra chợ gặp một con cá, đủ tiền mua một con cá nhí thôi mua một con, tùy quý vị. Đừng có nói phóng sanh là bây giờ cá này tôi phải đi lựa cá con thiệt nhiều thì phóng sanh được nhiều con. Không phải nghĩ như vậy. Phóng sanh là trưởng dưỡng lòng từ chứ không phải nghĩ như vậy đâu. Mà là mình gặp con cá nào đủ duyên mình mua được mình mua, chứ không phải là mua bao nhiêu con cá con, nhiều con hoặc là một con cá thì có một con. Không phải. Mà phóng sanh để là trưởng dưỡng lòng từ của mình thôi quý vị à. Nhớ kỹ.
Nên quý vị tốt nhất là đừng nên đặt, đừng nên đặt trước. Nó mà hãy bất chợt ra mua thì đúng nhất luôn. Còn chùa mình bây giờ á, nó quá cứ là nhiều việc rồi. Mà bây giờ những đức phải thả cá mà phải chạy xe chở đi thả tùm lum kiếm chỗ nào thả bây giờ thì khó quá. Nên những đức nói rằng là trong cái thời cuộc này ăn chay trường và nhà đừng giết ruồi, giết kiến, giết chuột, đừng có giết sát sanh nữa. Đây là đại phóng sanh thù thắng nhất trong thời cuộc này luôn. Nhớ kỹ nghe quý vị. Đó, nên chúng ta phóng sanh nói rất là rõ ràng. Bây giờ mình đọc tam quy y xong mình thả chim này quý vị. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật để thả chim nha. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Chúc quý vị an lạc quý vị ơi.